Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 159. Nói đoạn, ông ta liếc nhìn Cổ Thanh ở bên cạnh, thân là trưởng lão ngoại môn, ông cũng có trách nhiệm. Hai người các người đều phải về chấp pháp điện nhận xét xử. Cổ Thanh nở nụ cười cay đắng, ta đồng ý nhận xét xử. Nhưng Diệp Huyên lại lắc đầu, ta không chấp nhận. Nghe thế, mọi người có mặt đều không biết hắn có ý gì. Trương Hằng ở một bên chỉ khẽ lắc đầu, thật ra ông ta có lòng yêu nhân tài, cũng có lòng muốn nhận Diệp Huyên vào làm đệ tử nội môn. Nhưng lần này Diệp Huyên quả thật đã phạm vào chuyện tài đình, còn liên lụy đến cả chấp pháp điện. Ông ta khó lòng mà bảo vệ được. Cho dù có được thì cũng phải bỏ ra một cái giá cực kỳ đắt đỏ. Nhưng ông ta cảm thấy không đáng. Nghiêm Lễ nhìn Diệp Huyên, người không chấp nhận cũng được, vậy thì tiếp tục giết đi, giết ta. Giết cả chấp pháp điện, cuối cùng tạo phản, giết luôn cung chủ. Diệp Huyên xòe tay ra, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn, hắn nhìn thẳng vào Nghiêm Lễ, ta sẽ không bó tay chịu trói đâu. Ông muốn đưa ta về xét xử thì chỉ có cách đem xác ta về thôi. Lời vừa nói ra, mọi người đều hít ngược một hơi lạnh. Bây giờ tên này còn muốn khiêu chiến cả tiểu thánh nhân. Đăng thiên cảnh khiêu chiến tiểu thánh nhân. Điên rồi sao? Tiêu Lâm Lang ở một bên cười khẽ, yêu dạ huynh, chuyện này không êm đẹp được rồi. Lý yêu dạ nhìn Diệp Huyên mà không nói gì. Tiêu Lâm Lang khẽ mỉm cười, tên này dũng cảm thật. Phía xa xa, Nghiêm Lễ đứng đối diện Diệp Huyên khẽ gật đầu, được thôi. Nào, để ta xem thử rốt cuộc ngươi yêu nghiệt đến mức nào. Nói rồi, ông ta đột nhiên bước ra trước một bước. Trong nháy mắt. Một khí thế như sấm rền đổ ập đến Diệp Huyên. Diệp Huyên lập tức tung chiêu kiếm. Luồng khí thế kia liền bị chém nát. Nghiêm Lễ đột nhiên tung người nhảy lên, sau đó nện một quyền xuống. Trong nháy mắt, toàn bộ tinh không lập tức trở nên hư huyễn. Một ít đệ tử nội môn có mặt ở đây căn bản không chịu được sự uy của cú đấm này, nên phải dồn dập thối lui. Cho dù là trưởng lão Cổ Thanh cũng phải liên tục lùi lại. Một quyền của thánh nhân. Cho dù chỉ mới là tiểu thánh nhân, thế nhưng cú đấm này cũng đủ hủy thiên diệt địa rồi. Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thế của quyền. Lúc này đây, rốt cuộc hắn cũng cảm nhận được sự uy hiếp. Nguy hiểm chết chóc. Cường giả chân chính. Vừa khéo hợp ý hắn. Diệp Huyên đột nhiên mở hai mắt ra. Rồi nhanh chóng rút kiếm. Rút kiếm định sinh tử. Trong nháy mắt đó chiêu kiếm của hắn hạ xuống, thân kiếm đã gãy vụn, bởi vì nó không chịu nổi sức mạnh của một chiêu đó. Nhưng chiêu kiếm vẫn không thay đổi gì. Vẫn mạnh mẽ. Trước mặt Diệp Huyên, một luồng kiếm quang chợt nổ tung, tích tắc sau, cả người hắn liền bị chấn lùi về sau hơn mấy nghìn trượng. Mà Nghiêm Lễ cũng lui về chỗ cũ. Tinh không rung lên, vô số kiếm quang bắn tung tóe, bay bừa khắp nơi. Nghiêm Lễ nhìn Diệp Huyên, trong mắt ông ta ánh lên sự nghiêm nghị. Tên này chặn được một quyền của ông ta. Cú đấm vừa nãy thật ra ông ta không dùng toàn lực, chỉ dùng 7 phần 10 sức mạnh. Nhưng chỉ chừng đó thôi, đừng nói là Diệp Huyên, cho dù là đệ tử nội môn hàng đầu cũng không thể đỡ được. Chỉ có đệ tử chân truyền mới có khả năng chịu được một đấm kia của ông ta. Hình 1. Nói cách khác, Diệp Huyên đã có tư cách trở thành đệ tử chân truyền. Quan trọng nhất là Diệp Huyên chỉ mới là đăng thiên cảnh. Đăng thiên cảnh đấy, Nghiêm Lễ nhìn Diệp Huyên, không nhịn được đành phải khẽ thở dài, yêu nghiệt. Nghĩ đoạn, ông ta quay phát sang nhìn Cổ Thanh ở bên, vẻ mặt không thiện cảm gì. Diệp Huyên vào Đại Linh Thần Cung thì nên dạy bảo và dẫn dắt cho tốt, thế mà lại để hắn phạm phải lỗi lầm lớn như vậy, chuyện này khiến cả hai bên khó mà nhường bước cho nhau được. Phá lệ vì Diệp Huyên. Thế quy củ của tông môn vứt đi đâu? Sau này còn ai nghe theo nữa? Chuyện đã rơi vào tình huống tồi tệ đến cực điểm. Thật sự ông ta có lòng yêu nhân tài, thậm chí còn muốn Diệp Huyên gia nhập chấp pháp điện, trở thành một thanh kiếm cho điện. Bởi vì tính cách của tên này vô cùng thích hợp với chấp pháp điện. Chấp pháp điện muốn chiêu mộ người không sợ trời không sợ đất như vậy đấy. Nhưng bây giờ đã không thể nữa rồi.
bởi vì Diệp Huyên đang khiêu khích với chấp pháp điện và cung quy của Đại Linh Thần Cung. Diệp Huyên ở phía xa đột nhiên cười nói, tiếp nào. Thế là hắn xòe tay, trong tay phải xuất hiện một thanh kiếm khác. Diệp Huyên vọt thẳng về trước. Xoẹt. Một luồng kiếm quang xé không lao đi. Nghiêm Lễ ở cách đó không xa lại đột nhiên đấm ra một quyền. Ầm ầm. Trước mặt Nghiêm Lễ, một luồng kiếm quang bị đấm nát, còn Diệp Huyên thì nháy mắt đã bị hất bay về vị trí cũ, mà Nghiêm Lễ cũng bị đẩy lùi ra mấy trăm trượng trong tích tắc. Thấy cảnh này, sắc mặt mọi người đều nghiêm lại. Diệp Huyên này thật sự có thể đấu tay đôi với tiểu thánh nhân. Đây mà là đăng thiên cảnh à. Trong mắt Nghiêm Lễ cũng ánh lên tia nghiêm túc. Thực lực của Diệp Huyên này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ông ta. Diệp Huyên ở phía xa liếc nhìn tay phải của mình, chỉ biết cười khổ. Hình 1. Ngoại trừ kiếm Thanh Huyên, những thanh kiếm khác căn bản không chịu nổi sức mạnh của thuật rút kiếm kết hợp với nhất kiếm định sinh tử của hắn. Nói cách khác, nếu không dùng đến kiếm Thanh Huyên, hắn hoàn toàn không thể phát huy được cực hạn của mình. Còn nếu dùng kiếm Thanh Huyên, hắn có tự tin rằng có thể giết chết Nghiêm Lễ trong chớp mắt. Nhưng hắn không muốn dùng đến Thanh Huyên. Phải tìm một thanh khác dự bị thôi. Đúng lúc này, Nghiêm Lễ ở nơi xa đột nhiên nói, đến đây, để ta xem thử ngươi mạnh đến mức nào. Vừa dứt lời, ông ta đột nhiên phóng lên trước, sau đó tung ra một quyền, tinh không bốn phía quanh ông ta liền bắt đầu tan biến. Võ kỹ. Cú đấm này không phải một quyền tùy ý, mà đã có sử dụng võ kỹ. Hơn nữa còn là võ kỹ cao cấp. Không gian xung quanh Diệp Huyên chợt bắt đầu cháy rực lên. Bởi vì lực lượng trong cú đấm của Nghiêm Lễ thật sự quá khủng bố. Diệp Huyên híp hai mắt lại, hắn nắm chặt vỏ kiếm bằng tay trái, lúc này đây, hắn đã có thể cảm nhận được hơi thở của cái chết đang cận kề rồi. Nhưng Diệp Huyên vẫn không dùng kiếm Thanh Huyên, hắn bỗng bước lên trước một bước, lần nữa rút kiếm chém ra. Rút kiếm định sinh tử. Một chiêu kiếm chém ra. Ầm ầm. Dưới sự chứng kiến của mọi người, Diệp Huyên bị chấn lùi hơn vạn trượng, mà Nghiêm Lễ cũng bị đánh bay hơn mấy nghìn trượng, khi ông ta vừa dừng lại, tay phải ông ta đã nứt ra, máu tươi đổ xuống. Mà phía xa xa, khi Diệp Huyên vừa dừng lại thì kiếm trong tay hắn đã rạn nứt, sau đó tan biến. Kiếm nát. Có hai nguyên nhân, thứ nhất là lực lượng của Nghiêm Lễ quá lớn, thứ hai là sức mạnh của hắn quá khủng bố. Kiếm căn bản không chịu nổi sức mạnh của bản thân hắn. Diệp Huyên khẽ lắc đầu, vì bị hạn chế về kiếm nên hắn cứ có cảm giác bản thân bị ràng buộc. Bởi vì hắn không thể phát huy được toàn bộ sức mạnh của mình. Phía xa, Nghiêm Lễ đột nhiên nói, ngươi khiến ta có chút cả kinh đấy. Diệp Huyên nhìn về phía Nghiêm Lễ khẽ cười nói, ngươi đúng là rất yêu nghiệt. Thật sự đáng tiếc. Nói rồi. Ông ta lại định ra tay tiếp, nhưng Diệp Huyên đột nhiên nói, trước tiên để ta mượn một thanh kiếm đã nhé. Hình 1. Vừa dứt lời, hắn liền bước lên trước một bước, tay xòe ra kiếm đâu. Tiếng như sấm rền vang vọng toàn bộ tinh vực cổ thần. Một khắc sau, trong tinh vực cổ thần bỗng vang lên vô số kiếm ngân, như đang đua nhau đáp lời Diệp Huyên. Ngay sau đó, từng luồng kiếm quang cắt ngang tinh không, lao nhanh về chỗ của Diệp Huyên. Trong một dãy núi nào đó, có một cô gái đang ngồi xếp bằng trên cây cổ thụ chợt nhíu mày lại, nàng ta nhìn thanh kiếm đang rung lên nhẹ nhẹ trước mặt mình. Cô gái khẽ nói, có người đang gọi kiếm. Nói rồi, nàng ta nhìn về phía cuối chân trời, là ai đang gọi kiếm? Thanh kiếm ở trước mặt cô gái vẫn đang rung lên. Một lát sau, cô gái nhẹ giọng nói, sợ là không phải kiếm minh. Nói xong. Nàng ta im lặng một lát rồi chợt vung tay phải lên, đi đi. Thanh kiếm kia lập tức hóa thành một luồng sáng xanh biến mất ở nơi chân trời. Trong tinh không, vô số kiếm quang lướt ngang bầu trời như sao rơi. Cuối cùng, những kiếm quang này đều hội tụ đến trên đỉnh đầu Diệp Huyên. Mười mấy vạn thanh kiếm. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều bị chấn động. Kiếm tu. Kiếm tu đứng đầu. Nghiêm Lễ đứng đối diện Diệp Huyên cũng phải nghiêm mặt lại. Ở một bên khác, vẻ mặt của Tiêu Lâm Lang cũng hơi cứng đi. Đánh giá thấp. Nàng ta đã đánh giá thấp kiếm tu trước mặt này quá nhiều.
nhưng ngược lại Lý Yêu Dạ lại rất bình tĩnh. Phía xa xa, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lướt một vòng, cuối cùng có một thanh kiếm tự động rơi xuống trước mặt hắn. Kiếm dài 4 thước, rộng chừng 1 ngón tay, toàn thân kiếm xanh biếc, mũi kiếm được điểm một màu đỏ nhỏ bé, tựa như máu tươi. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, đây là một thanh kiếm đã có chủ. Hơn nữa chủ nhân của nó còn rất mạnh. Tại sao đối phương lại đồng ý cho mình mượn kiếm? Nhưng không nghĩ nhiều nữa, Diệp Huyên liền nắm lấy thanh kiếm xanh kia, bởi vì đây là thanh tốt nhất trong 10 mấy vạn thanh kiếm ở đây. Nhưng có thể chịu được một chiêu rút kiếm định sinh tử của hắn hay không thì phải thử mới biết được. Sau khi có kiếm rồi, Diệp Huyên liếc mắt nhìn những thanh kiếm còn lại trên đỉnh đầu mình tán. Vừa dứt lời, vô số thanh kiếm liền hóa thành kiếm quang bay đi, biến mất ở cuối chân trời. Diệp Huyên nhìn về phía Nghiêm Lễ, tiếp tục nào. Tiếp tục. Nói xong, Diệp Huyên đột nhiên nhấc kiếm vọt thẳng về phía trước. Xoẹt. Một luồng kiếm quang lóe lên cắt ngang đất trời. Phía xa xa, Nghiêm Lễ híp hai mắt lại, cũng bước về trước một bước, sau đó tung ra một quyền. Ầm ầm. Âm thanh nổ vang như sấm rền chấn động cả 4 phía tinh không tĩnh mịch. Kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyên và Nghiêm Lễ đồng thời thối lùi lại. Lần này hai bên đều phải lùi lại hơn mấy nghìn trượng. Nghiêm Lễ vừa dừng lại thì cánh tay phải của ông ta đã nứt ra, sau đó dần dần biến mất. Mà phía xa, khóe miệng của Diệp Huyên cũng đã chảy ra một sợi máu tươi. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Diệp Huyên này chém đứt được một tay của tiểu thánh nhân. Đây là lực lượng gì vậy? Hắn thật sự chỉ mới đăng thiên cảnh thôi sao? Mọi người đều có chút hoài nghi. Bởi vì đăng thiên cảnh căn bản không có khả năng làm được như vậy. Cảnh giới của hai bên thật sự cách nhau rất nhiều. Lúc này, Nghiêm Lễ nhìn về phía Diệp Huyên, vẫn còn đánh giá thấp ngươi rồi. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, Nghiêm trưởng lão, tiếp không? Nếu lần này đánh tiếp, chúng ta phân sinh tử thôi. Phân sinh tử. Mọi người im lặng. Diệp Huyên nói những lời này là hống hách sao? Rõ ràng không phải. Tên này thật sự có thể giết chết được tiểu thánh nhân. Hơn nữa còn dám giết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nghiêm Lễ nhìn Diệp Huyên, cho dù ta không làm gì được ngươi, nhưng chấp pháp điện vẫn sẽ có người mạnh hơn ngươi. Còn ngươi thì sao, ngươi muốn đánh toàn bộ chấp pháp điện cùng Đại Linh Thần Cung sao? Diệp Huyên lắc đầu, ta không muốn thế, ta chỉ là không muốn mình bị bắt nạt thôi. Nghiêm Lễ trầm giọng nói, Vương Tu sỉ nhục ngươi, tại sao ngươi không về tông môn báo cáo lại? Diệp Huyên cười hỏi, có ích gì không? Nghiêm Lễ trầm mặc. Hình 1. Diệp Huyên khẽ cười, Nghiêm trưởng lão, ông đi đi. Nghiêm Lễ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Ông ta không dẫn Diệp Huyên đi. Toàn bộ chấp pháp điện chỉ có 2 vị nhân tài đã đạt đến đại thánh nhân kia mới có thể dẫn Diệp Huyên đi. Mà bây giờ, một người đang bế quan, một người lại không có mặt ở Đại Linh Thần Cung. Nếu muốn tiếp tục lùng bắt Diệp Huyên thì chỉ có cung chủ tự mình ra tay thôi. Thật ra bây giờ chấp pháp điện cũng có chút bối rối. Bởi vì bọn họ đang giữ gìn trật tự cho Đại Linh Thần Cung, nhưng giờ lại chẳng có ai có thể kiềm chế được Diệp Huyên. Sau khi Nghiêm Lễ rời đi, Trương Hằng kia liếc nhìn Diệp Huyên một cái, rồi cũng quay đi mất. Nghiêm Lễ cũng không làm gì được người này, ông ta tất nhiên càng không thể. Bây giờ hắn ta phải mau chóng về thông báo cho tất cả đệ tử nội môn, sau này đừng chọc vào người này. Tên này thật sự quá biến thái. Diệp Huyên quay đầu nhìn Cổ Thanh, cười nói, Cổ Thanh trưởng lão, không sao rồi. Cổ Thanh cười khổ, chuyện này. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, là ta giết người, ta sẽ tự mình giải quyết. Cổ Thanh do dự một chốc rồi gật đầu, được. Diệp Huyên lại quay sang nhìn Lý Tu Nhiên cùng Đạo Nhất, các người còn tham gia tụ họp Lâm Lang các lần này không? Đạo Nhất cười nói, ta sao cũng được. Lý Tu Nhiên do dự một lúc rồi nói, trở về thì tốt hơn. Hắn ta phát hiện nếu bản thân còn tham gia Lâm Lang các thì có hơi khó xử. Bởi vì lá thư này đúng là không mời bọn họ. Diệp Huyên khẽ gật đầu, vậy chúng ta về Đại Linh Thần Cung thôi. 3 người định rời đi thì đúng lúc này,
một giọng nói chợt vang lên, Diệp công tử dừng bước. Diệp Huyên xoay người lại, cách đó không xa có một cô gái đang chậm rãi bước đến. Là Lâm Lang cô nương. Lý Tu Nhiên ở bên cạnh Diệp Huyên chợt ngạc nhiên thốt lên. Tiêu Lâm Lang. Tiêu Lâm Lang đi tới trước mặt Diệp Huyên rồi khẽ mỉm cười, Diệp công tử, nếu đã đến Lâm Lang các rồi sao không tham gia luôn buổi tụ họp lần này? Diệp Huyên cười đáp, đa tạ ý tốt của Lâm Lang cô nương, nhưng tụ hội thì thôi vậy. Hình 1. Tiêu Lâm Lang đột nhiên nói, bên ta mới nghe được Diệp công tử có hứng thú với kiếm kỹ, kiếm tuyệt, đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng là có chút hứng thú. Tiêu Lâm Lang cười nói, vậy thì tốt rồi. Diệp công tử có hứng thú giao lưu một chút không? Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi sau đó cất thanh kiếm xanh trong tay đi, cũng được. Tiêu Lâm Lang khẽ mỉm cười, Diệp công tử, và cả đạo nhất cô nương cùng với Lý công tử nữa, xin mời. Một lát sau, mọi người rời đi. Chấm chấm chấm. Trong dãy núi, cô gái đang ngồi xếp bằng trên cổ thụ chợt nhíu mày lại, dùng kiếm xong rồi mà không trả à? Tên nào vậy? Nói rồi, nàng ta liền biến mất. Tiêu Lâm Lang dẫn ba người Diệp Huyên đi tới nội điện, nàng ta nhìn xung quanh rồi cười nói, mấy thứ này thật ra không tốt lắm đâu. Để ta dẫn ba vị đi xem các món tốt hơn. Nói rồi, nàng ta đi đến trước một vách tường. Sau đó nhẹ nhàng gõ lên đó. Vách tường liền biến mất, bên trong lộ ra một tiểu điện. Ba người bước vào, trong tiểu điện này chỉ có 6 trụ pha lê. Tiêu Lâm Lang đi đến trước trụ pha lê ở chính giữa, nàng ta xòe lòng bàn tay ra, một quyển sách màu đen trên trụ đá liền bay đến tay nàng ta. Tiêu Lâm Lang cầm quyển sách đi đến trước mặt Diệp Huyên, sau đó nói, đây là quyển kiếm kỹ không trọn vẹn được một kiếm tu cấp cổ thần để lại. Diệp Huyên nhìn quyển sách, kiếm kỹ không trọn vẹn. Tiêu Lâm Lang gật đầu, đúng vậy, có chút thiếu sót nên không trọn vẹn, nhưng nó được cường giả cổ thần cảnh để lại nên có giá trị liên thành. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, trên thánh nhân là cổ thần sao? Tiêu Lâm Lang cười đáp, đúng vậy. Diệp Huyên liếc mắt nhìn quyển sách này, sau đó cười nói, Lâm Lang cô nương muốn cái gì? Tiêu Lâm Lang nhìn Diệp Huyên, thuật rút kiếm lúc trước Diệp công tử thi triển. Thuật rút kiếm. Diệp Huyên cười ha ha, Lâm Lang cô nương, cô có mắt nhìn thật. Tiêu Lâm Lang cười nói, Diệp công tử, có đồng ý không? Diệp Huyên nhìn quyển sách rồi lắc đầu cười, Lâm Lang cô nương, uy lực kiếm kỹ kia của ta cô đã thấy rồi, nhưng ta lại không hề biết gì về uy lực của kiếm kỹ này cả. Hơn nữa nó còn không trọn vẹn, nói cách khác. Nó có luyện được hay không đã là vấn đề rồi, cô nói đúng không? Tiêu Lâm Lang nhìn Diệp Huyên, nhưng nó được một vị cổ thần để lại. Diệp Huyên tròn mắt hỏi lại, vậy cô có biết kiếm kỹ của ta là ai để lại không? Tiêu Lâm Lang cười nói, chẳng lẽ là một vị cổ thần? Diệp Huyên cười ha ha. Cổ thần. Hắn cảm thấy, cổ thần gì gì đó trong truyền thuyết chắc chắn không trâu bò được như cha. Diệp Huyên cười nói, Lâm Lang cô nương, ta không đổi đâu. Bởi vì ta cảm thấy, cho dù nó có trọn vẹn đi chẳng nữa cũng không đáng để ta đổi, chứ nói gì là có khiếm khuyết. Tiêu Lâm Lang nhìn Diệp Huyên, xem ra ta vẫn còn đánh giá thấp lai lịch của Diệp công tử. Nói rồi, nàng ta lấy quyển sách về, sau đó lại bảo, Diệp công tử, đến chính điện đi. Chắc người đã đông đủ rồi, mọi người có thể uống trà đàm đạo. Diệp Huyên do dự một lúc rồi nói, Lâm Lang cô nương, cô vừa bảo kiếm kỹ kia không trọn vẹn đúng không? Tiêu Lâm Lang gật đầu, đúng. Diệp Huyên cười nói, ta có thể bổ sung hoàn chỉnh nó đấy. Tiêu Lâm Lang nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử có ý gì? Diệp Huyên cười nói, cô đưa cho ta nghiên cứu một chút, có thể ta sẽ bổ sung nó hoàn chỉnh được. Nếu nó trở thành bản hoàn chỉnh thì cha cha, giá trị không chỉ tăng gấp 10 thôi đâu. Còn nếu không thể bổ sung hoàn chỉnh được thì cô nương cũng không tổn thất gì cả, đúng không? Tiêu Lâm Lang lắc đầu nở nụ cười, Diệp công tử, người đang muốn há mồm chờ sung dụng đấy à? Diệp Huyên chỉ cười, Lâm Lang cô nương, nhìn khắp thiên hạ này, không một kiếm tu nào lợi hại hơn ta rồi. Nếu ta không thể bổ sung nó hoàn chỉnh được, vậy thế gian này cũng không có ai làm được cả. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, Tiểu chủ. Người nói người là kiếm tu lợi hại nhất, vậy chủ nhân cùng thiên mệnh tỷ tỷ.
Diệp Huyên liền la lên trong lòng, câm mồm ngay cho ông. Tiểu tháp. Tiêu Lâm Lang cười nói, Diệp công tử, người bảo không có kiếm tu nào lợi hại hơn ngươi cả. Chuyện này, ngươi có dám chắc chứ? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, cô đã gặp được kiếm tu nào lợi hại hơn ta chưa? Tiêu Lâm Lang do dự một chốc rồi nói, Diệp công tử, có lẽ ta gặp rồi đấy. Diệp Huyên. Tiêu Lâm Lang cười nói, đối phương thật sự rất lợi hại. Diệp Huyên cười ha ha, Tiêu cô nương, cô có lẽ vẫn chưa hiểu rõ về ta đó ha. Nếu ta xuất toàn lực, thì trong thiên hạ này có kiếm tu nào có thể đỡ được một kiếm của ta sao? Tiêu Lâm Lang nhìn Diệp Huyên, ta đã từng gặp một vị kiếm tu, y mạnh lắm. Diệp Huyên cười nói, hắn tên gì? Bảo hắn ra tay so chiêu với ta đi, nếu ta phải ra kiếm thứ hai, coi như ta thua. Tiêu Lâm Lang lắc đầu, ta không biết y tên gì, ta chỉ biết y mặc một bộ trường bào màu xanh, còn dẫn theo một cô bé cùng một nhóc màu trắng. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Tiêu Lâm Lang nhìn về phía Diệp Huyên, nhìn vẻ mặt Diệp công tử thì hình như cũng biết y. Diệp công tử, y có thể đỡ được một kiếm của ngươi không? Vẻ mặt Diệp Huyên có chút không tự nhiên, à cái này. Diệp Huyên có chút cạn lời. Cô gái này đã từng gặp cha rồi à? Lẽ nào cha cũng có thế lực ở tinh vực cổ thần này? Không đúng. Không phải cha nói còn có thế lực mạnh hơn cả thần miếu và kiếm minh sao? Tinh vực cổ thần này có hai thế lực siêu cấp, một là Đại Linh Thần Cung, cái khác là Chiến Các. Chẳng lẽ là Chiến Các? Đúng lúc này, Tiêu Lâm Lang đột nhiên cười nói, Diệp công tử biết kiếm tu ta nhắc đến kia ư? Diệp Huyên thôi không nghĩ nữa, hắn cười nói, quen. Rất quen là đằng khác. Tiêu Lâm Lang nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, chẳng trách kiếm đạo của Diệp công tử mạnh đến thế. Diệp Huyên cười nói, Lâm Lang cô nương, chúng ta nói chuyện chính đi, cô có muốn đưa ta xem thử kiếm kỹ không trọn vẹn kia không? Lỡ như ta có thể hoàn chỉnh được nó, vậy chẳng phải cô kiếm bộn rồi sao? Tiêu Lâm Lang mỉm cười, được. Nói xong, nàng ta liền đưa quyển sách đen kia cho Diệp Huyên. Diệp Huyên cũng không khách khí mà nhận sách ngay, hắn mở quyển sách ra, một luồng hắc quang liền chui vào giữa lông mày hắn. Trong nháy mắt, vô số thông tin tràn vào đầu Diệp Huyên. Vô danh kiếm quyết. Không có tên. Dần dần, Diệp Huyên khẽ trao mày lại. Bởi vì hắn phát hiện kiếm quyết không trọn vẹn không có phần trước, cũng không có phần sau, nó chỉ còn lại phần giữa. Khá giống đã bị chia làm ba. Thật sự thiếu rất nhiều. Lúc này, Tiêu Lâm Lang cười nói, Diệp công tử, sao rồi? Diệp Huyên lắc đầu, ta phải nghiên cứu một chút. Tiêu Lâm Lang gật đầu, được. Lúc này, A Mạc đột nhiên đi vào, nàng ta đi tới bên cạnh Tiêu Lâm Lang, khẽ nói, mọi người đã đến đông đủ rồi. Tiêu Lâm Lang cười nói, vậy bắt đầu thôi. Nói xong, nàng ta nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, chúng ta ra ngoài thôi. Diệp Huyên gật đầu, được. Mọi người rời khỏi tiểu điện đi thẳng đến chính điện, lúc này đây, trong điện đã có hơn 60 người tụ tập. Hình 1. Diệp Huyên nhìn lướt một lần, trừ hắn và đạo nhất ra những người còn lại thấp nhất đều là tuyệt trần cảnh. Hơn nữa khí tức của những người này cực kỳ thâm hậu, vừa nhìn đã biết không phải là loại có tiếng mà không có miếng. Không chỉ thế trong đó còn có một vài thời không cảnh đỉnh cao. Thậm chí còn có hai người nhìn không thấu được khí thức, là một nam một nữ. Ở dưới sân khấu không xa cũng có hai người một nam một nữ, đều đến từ Đại Linh Thần Cung. Lúc này, Lý Tu Nhiên đứng cạnh Diệp Huyên trầm giọng nói, bọn họ chính là đệ tử chân truyền. Nam là Trần Qua của Quan Lan Phong, nữ là Mục Linh của Tam Thanh Phong. Đệ tử chân truyền. Diệp Huyên lại nhìn sang hai người kia, không thể không nói. Chỉ nhìn thôi đã biết bọn họ không đơn giản. Lúc này, những đệ tử nội môn ở xung quanh đều đua nhau đến trước mặt hai người kia hành lễ. Lý Tu Nhiên do dự một lúc rồi nói, Diệp Huynh, theo quy củ thì đệ tử ngoại môn và đệ tử nội môn gặp đệ tử chân truyền thì phải đến hành lễ, chúng ta. Diệp Huyên cười nói, hành lễ thì khỏi nhé. Lý Tu Nhiên suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Dù sao nhiều người đến hành lễ như vậy. Bọn họ không đến chắc đối phương cũng không phát hiện đâu. Xung quanh, một vài ánh mắt của đệ tử nội môn thỉnh thoảng sẽ lia qua chỗ Diệp Huyên.
hiển nhiên chuyện vừa xảy ra đã được lan truyền rộng rãi. Lúc này, Tiêu Lâm Lang đột nhiên xuất hiện trên sân khấu, nàng ta nhìn xung quanh rồi cười nói, rất vui vì chư vị đã nể mặt chúng ta đến Lâm Lang Các, tiếp theo đây là uống trà luận đạo, vậy chúng ta uống trà trước nhé. Nói rồi, nàng ta vỗ tay một cái, một nhóm thị nữ đi vào rót một chén linh trà cho tất cả những người có mặt ở đây. Lúc Diệp Huyên nhận lấy cốc trà thì hơi sửng sốt. Linh khí tinh khiết quá. Hắn nhìn linh trà trong cốc, nước trà này trong veo như thủy tinh, nhìn rất thích mắt. Lúc này, Lý Tu Nhiên ở cạnh đột nhiên kích động nói, đây là linh trà cấp thánh. Cấp thánh đó. Diệp Huyên hơi ngạc nhiên, tốt lắm à. Lý Tu Nhiên vội vàng gật đầu, kích động nói, tất nhiên là tốt rồi. Uống một tách này vào như vượt qua nhiều năm khổ tu vậy. Trong Đại Linh Thần Cung, chỉ có một vài đệ tử nội môn đứng đầu mới được uống linh trà cấp thánh này thôi. Nói rồi, hắn ta liền uống một hơi cạn sạch. Linh trà vào trong cơ thể, Lý Tu Nhiên run lên một hồi, vẻ mặt mê đắm không thôi. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, thật sự tốt như vậy sao? Không nghĩ nhiều nữa, hắn cũng uống sạch một hơi, linh trà vừa vào trong cơ thể, cứ như có dòng nước ấm tản ra từ trái tim. Rất thoải mái. Đây là cảm giác đầu tiên của Diệp Huyên. Chẳng mấy chốc, hắn đã cảm nhận được cơ thể xảy ra một vài biến hóa tuyệt vời. Tu vi tăng tiến. Thật sự có thể tăng cường tu vi. Diệp Huyên nhìn cốc trà trước mắt, trong lòng khẽ thở dài, không thể không nói, mấy việc tu luyện này quả thật rất cần tiền. Người càng yêu nghiệt thì càng cần nhiều tiền. Hắn sở dĩ không có khái niệm to tát gì với đồng tiền, là bởi vì hắn căn bản không thiếu tiền. Giống như hiện tại, tài nguyên tu luyện, hắn có cả một suối nguồn vĩnh sinh cấp thần đấy. Công pháp võ kỹ, hắn có thuật rút kiếm cùng nhất kiếm định sinh tử lợi hại nhất. Quan hệ, muội muội của hắn vô địch, cha hắn vô địch, đại ca hắn vô địch. Hắn muốn tài nguyên là có tài nguyên, muốn sức người thì có sức người. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ, hình như bản thân là kiểu con ông cháu cha ha. Đúng lúc này, Tiêu Lâm Lang ở nơi xa đột nhiên cười nói, chư vị, đã uống trà rồi, giờ thì ai lên trước đây? Xung quanh, không một ai động đậy. Tiêu Lâm Lang đang định nói tiếp thì chợt, một người đàn ông bỗng đứng lên, gã quay đầu nhìn Diệp Huyên rồi cười nói, Diệp công tử có thể lấy đăng thiên cảnh đánh ngang tay với tiểu thánh nhân. Không bằng để Diệp công tử đến giảng giải cho chúng ta một phen đi. Nghe vậy, Tiêu Lâm Lang híp mắt lại, trong mắt ánh lên một tia sáng lạnh đầy ẩn ý. Đây là muốn gây sự ở địa bàn của nàng ta mà. Lý Tu Nhiên ở bên cạnh Diệp Huyên trầm giọng nói, Diệp huynh, người này là Kha Nhiên, đứng nhì bảng địa nội môn. Đứng nhì bảng địa. Xung quanh, những đệ tử nội môn khác đều nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn Kha Nhiên kia rồi cười nói, Kha huynh, ta nghĩ, chuyện của ta với nội môn đã kết thúc rồi. Kha Nhiên cười ha ha, người giết người rồi bảo chuyện đã kết thúc à? Người có thấy buồn cười không? Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi nói, đây là địa bàn của Lâm Lang cô nương, chúng ta gây loạn ở đây thật sự có chút không phải phép. Hình 1. Kha Nhiên xoay người lại khẽ thi lễ với Tiêu Lâm Lang cô nương. Ta cũng không cố ý nhằm vào cô, chỉ là trong lòng có chút không vui, không nói không được. Tiêu Lâm Lang cười đáp, Kha công tử nếu thấy khó chịu trong lòng, vậy thì cứ nói đi. Kha Nhiên thi lễ, đa tạ đã hiểu cho. Nói rồi, gã lại quay sang Diệp Huyên, Diệp Huyên, ngươi giết đệ tử nội môn ta, rồi bảo cho qua là qua à. Không, chấp pháp điện tuy không trừng phạt được ngươi, nhưng nội môn ta cũng sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Người không chết, đệ tử nội môn chúng ta vĩnh viễn không bao giờ bỏ qua. Diệp Huyên cầm lấy cốc trà trước mặt, khẽ uống một hớp, rồi nói, các ngươi muốn đánh hội đồng hay đánh tay đôi đây? Nếu đánh đơn, ta có thể đánh với tất cả các ngươi. Còn nếu muốn đánh hội đồng, các ngươi cứ cùng xông lên đi. Thế là xung quanh nhao nhao cả lên. Ai cũng hít sâu một hơi. Hống hách quá. Một mình đánh hết. Sắc mặt của đám đệ tử nội môn cũng bắt đầu khó coi đi. Đúng lúc này, đệ tử chân truyền Trần Qua ngồi ở hàng đầu bỗng đứng dậy, y nhìn về phía Diệp Huyên, bây giờ đệ tử ngoại môn đều lớn lối như vậy à?
Diệp Huyên cười nói, hóa ra là nhờ đệ tử chân truyền đến giúp đỡ. Trần Qua chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Huyên, gã nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ta nghe nói ngươi bảo đệ tử nội môn xem thường ngoại môn, thế là ngươi liền giết người, đệ tử chân truyền xem thường ngoại môn, người liền giết đệ tử chân truyền, thật không? Diệp Huyên gật đầu, đúng là ta đã nói thế. Trần Qua khẽ mỉm cười, ta, xem thường ngoại môn ngươi. Nào, giết ta đi. Vừa dứt lời, xung quanh liền rơi vào yên tĩnh. Nghe được cả tiếng kim rơi. Trần Qua lại bước thêm hai bước nữa, gã nhìn thẳng vào Diệp Huyên, cười nói, ta xem thường ngoại môn ngươi đấy, cầu xin được giết. Diệp Huyên đặt cốc trà xuống, cười nói, được. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên rút kiếm. Rút kiếm định sinh tử. Trong nháy mắt chiêu kiếm được tung ra, sắc mặt mọi người ở đây đều thay đổi hoàn toàn. Trần Qua kia cũng trở nên dữ tợn, gã đột nhiên đấm ra một quyền, thiên cực băng diệt. Võ kỹ cấp thần đỉnh cao. Đây không phải trọng điểm là Trần Qua đã đến tiểu thánh nhân cảnh. Gã căn bản không phải là thời không cảnh. Lúc này đây, mọi người mới hiểu được tại sao Trần Qua lại dám khiêu khích Diệp Huyên như thế. Dù sao Diệp Huyên cũng đã có thể đánh tay đôi với tiểu thánh nhân. Thì ra là do gã cũng đã đạt đến tiểu thánh nhân. Quả nhiên đệ tử chân truyền không hề đơn giản. Nháy mắt kiếm của Diệp Huyên hạ xuống. Toàn bộ Lâm Lang Các liền hóa thành cho bụi. Diệp Huyên và Trần Qua liên tục thối lui, nhưng tích tắc khi bị chấn bay đó, Diệp Huyên đã rút kiếm ra chém thêm một nhát. Lần này không phải là thuật rút kiếm, mà là rút kiếm định sinh tử. Một chiêu kiếm chém ra. Trong mắt Trần Qua liền co rụt lại, hai cánh tay gã liền chắn về phía trước, ngự thủ thiên địa. Khoảnh khắc đó, một lá chắn từ dòng sông thời gian liền xuất hiện che trước mặt gã, đây không phải dòng sông thời gian bình thường, mà nó đã biến hóa thành một cái chuông bao trùm lấy toàn thân thể gã, không chỉ thế, bên trên còn có phù văn màu vàng lấp lóe rất quỷ dị. Lực lượng thánh nhân. Đây là lực lượng thánh nhân. Chỉ có đạt đến thánh nhân mới có đủ sức mạnh to lớn như vậy được. Mà lúc này đây, Trần Qua không dùng đền tấn công, mà chỉ để phòng thủ. Mọi người đều nhìn chằm chằm trận đấu, lúc này kiếm của Diệp Huyên đã hạ xuống. Kiếm chém xuống, lá chắn dòng sông thời gian kia rung lên kịch liệt, sau đó liền vỡ vụn, Trần Qua kia cũng chợt bị đẩy lùi ra ngoài đến mấy nghìn trượng, mà khi gã vừa dừng lại, thân thể liền nổ bể. Một chiêu kiếm chém nát xương thịt. Thấy cảnh này, vẻ mặt Tiêu Lâm Lang lập tức trở nên nghiêm trọng. Lúc này nàng ta mới phát hiện ra rằng, thuật rút kiếm của Diệp Huyên có hai loại. Loại thứ nhất chỉ là thuật rút kiếm đơn thuần. Loại thứ hai là trong thuật rút kiếm còn ẩn chứa một kiếm kỹ vô cùng kinh khủng khác nữa. Hai loại kiếm kỹ. Uy lực của loại thứ hai còn khủng bố hơn loại thứ nhất rất nhiều lần. Cho dù là thánh nhân cũng không đỡ được. Khoảnh khắc khi thấy thân thể của Trần Qua vỡ vụn đó, sắc mặt của tất cả mọi người có mặt ở đây đều thay đổi. Trần Qua đã đạt đến tiểu thánh nhân cũng không cản được chiêu kiếm đó của Diệp Huyên. Diệp Huyên chậm rãi đi đến chỗ Trần Qua, thanh kiếm xanh trong tay hắn rung lên kịch liệt. Thật ra chủ yếu là nhờ có thanh kiếm này nữa, nếu không uy lực kiếm kỹ của hắn đã không khủng bố đến thế. Hình 1. Không phải hắn không đủ mạnh, mà là kiếm kỹ này yêu cầu chất lượng kiếm cao quá. Kiếm bình thường căn bản không thể phát huy được toàn bộ thực lực của hắn được. Mà cho dù là thanh kiếm xanh này cũng không thể phát huy được toàn bộ thực lực thật sự của hắn. Khoảng thời gian đi cùng Thanh Nhi đó, không phải ngày nào hắn cũng chỉ ăn rồi ngủ. Đừng nói là hắn, mà bất kỳ người nào đi theo Thanh Nhi một quãng thời gian thì e là cũng đều trở nên vô cùng khủng bố thôi. Nhất là kiếm kỹ hắn sử dụng còn là được kết hợp từ Thanh Nhi và cha nữa. Người bình thường căn bản không đỡ được. Đúng lúc này, Diệp Huyên chợt biến mất tại chỗ, một khắc sau, một thanh kiếm đã chĩa thẳng vào giữa lông mày của Trần Qua. Mà gần như cùng lúc đó, một giọng nói chợt truyền đến từ phía chân trời xa xôi, người động vào hắn thử xem. Khóe miệng Diệp Huyên liền cong lên thành nụ cười dữ tợn, thử thì thử. Dứt lời. Hắn liền đẩy tay về phía trước. Xoẹt. Linh hồn của Trần Qua lập tức hóa thành hư vô. Không chỉ thế, ngay cả ý thức của gã cũng bị xóa đi.
giết đệ tử chân truyền. Thấy cảnh này, mọi người ở đây đều rơi vào trầm mặc. Ngay cả đệ tử chân truyền mà cũng dám giết. Còn có ai mà tên này không dám giết không? Tiêu Lâm Lang ở một bên chỉ biết lắc đầu. Lớn chuyện rồi. Trần Qua này là đệ tử chân truyền của ai chứ? Là phong chủ của Quan Lan Phong Tào Tú. Đại Linh Thần Cung có 6 phong, phong chủ của 6 phong này cũng không phải người thường, đều là trụ cột vững vàng cho Đại Linh Thần Cung. Diệp Huyên ngang nhiên giết Trần Qua, Tào Tú chắc chắn sẽ không bỏ qua. Tiêu Lâm Lang ngẩng đầu nhìn lên, trên tinh không xa xôi chợt có vùng không gian nứt ra, một người phụ nữ chậm rãi bước đến. Người phụ mặc một bộ đạo bào, tóc dài xõa vai, trong tay còn cầm một chiếc quạt ngọc màu xanh. Phong chủ Tào Tú của Quan Lan Phong. Khi thấy Trần Qua bị xóa sổ, sắc mặt Tào Tú trở nên dữ tợn, bà ta quay sang nhìn Diệp Huyên, gằn giọng nói, ai cho ngươi cái gan chó đó. Diệp Huyên cầm kiếm chĩa thẳng vào Tào Tú, cười to, không phải ngươi bảo ta thử xem à. Ông đây thử rồi đó, ngươi đến mà cắn ta. Chết đi. Tào Tú liền vung quạt ngọc trong tay lên, một vầng sáng liền ập xuống, nhắm thẳng vào Diệp Huyên. Diệp Huyên ở phía dưới cùng rút kiếm ra chém. Ầm ầm. Kiếm quang của Diệp Huyên liền bị phá vụn, mà bản thân hắn cũng chợt bị đẩy lùi ra ngoài hơn mấy nghìn trượng. Đại thánh nhân. Đây không phải là tiểu thánh nhân nữa, mà là đại thánh nhân chân chính. Phía xa xa, Diệp Huyên vừa dừng lại đã có máu tươi chảy dọc xuống khóe miệng. Trên không, Tào Tú gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, giọng nói đã có chút điên cuồng, ai cũng không cứu được ngươi đâu. Diệp Huyên cười ha ha, chỉ bằng ngươi à. Nói xong, hắn liền vọt thẳng lên trời. Vèo. Một tiếng kiếm ngân rúng động cả mây trời. Phía chân trời, trong mắt Tào Tú ánh lên sự xem thường, ngươi mà cũng xứng để ta ra tay. Dứt lời, bà ta cầm quạt vỗ về phía trước. Lực lượng thánh nhân. Lực lượng thánh nhân chân chính. Bà ta là một đại thánh nhân hàng thật giá thật. Thanh quạt kia va lên mũi kiếm của Diệp Huyên. Ầm. Một luồng kiếm quang chợt nổ ra từ chân trời. Kiếm trong tay Diệp Huyên rung lên kịch liệt, ngay sau đó, cả người lẫn kiếm của hắn đều bị đẩy lùi ra ngoài hơn nghìn trượng. Mà Tào Tú vẫn đứng yên không hề hấn gì. Thấy cảnh này, rất nhiều đệ tử nội môn có mặt ở đây đều thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, cái tên này không giết được đại thánh nhân trong một chiêu. Nếu không thì quá nghịch thiên rồi. Đại thánh nhân đấy. Cho dù là ở tinh vực cổ thần này cũng thuộc hàng cường giả siêu cấp rồi. Hơn nữa Tào Tú này có thể trở thành phong chủ của Đại Linh Thần Cung, há có thể là người thường. Bà ta khi trước cũng là thiên chi kiêu nữ, yêu nghiệt siêu cấp đứng đầu thời ấy. Nơi chân trời, Tào Tú nhìn Diệp Huyên, lúc này đây, trong lòng bà ta cũng có chút khiếp sợ. Diệp Huyên này đấu liên tục hai chiêu với bà ta mà không chết. Có chút nằm ngoài dự đoán của nàng ta. Ngược lại Diệp Huyên ở phía dưới đã trở nên vô cùng hưng phấn. Đây mới là loại chiến đấu mà hắn muốn. Lúc này, Tào Tú đột nhiên bước lên trước một bước. Ầm. Một khí thế cường đại đánh ập xuống chỗ Diệp Huyên đứng. Hình một. Khí thế của thánh nhân. Xung quanh, một vài đệ tử nội môn căn bản không chịu được khí thế này, phải dồn dập thối lui. Đây là khí thế của thánh nhân đấy. Diệp Huyên nhìn Tào Tú, hắn chậm rãi bước đến chỗ bà ta, một cỗ kiếm thế mạnh mẽ cùng bộc phát ra từ trong cơ thể hắn. Ầm. Kiếm thế này nhanh chóng chặn ngang lại được khí thế thánh nhân. Kiếm thế. Phía xa, Tào Tú hơi nhíu mày lại, chẳng mấy chốc, bà ta đã híp mắt lại, là sát thế. Diệp Huyên này không hề dùng kiếm thế, mà là sát thế. Sát thế mạnh mẽ đến như vậy. Trong lòng Tào Tú cũng khá hoảng sợ. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyên đột nhiên vọt lên trước. Ầm. Sát thế của hắn lập tức phá tan được khí thế thánh nhân của Tào Tú. Một khắc sau, Diệp Huyên đã xuất hiện trên đỉnh đầu Tào Tú, hắn đột nhiên rút kiếm ra chém. Rút kiếm định sinh tử. 400 lần chồng chất. Đây là cực hạn hiện nay của hắn. Nhưng hắn vẫn chưa dùng huyết mạch chi lực. Huyết mạch chi lực cùng kiếm thanh huyên đều là lá bài tẩy cuối cùng của hắn. Hắn không muốn dùng dễ dàng như vậy.
Trong nháy mắt Diệp Huyên xuất kiếm đó, thanh kiếm xanh trong tay hắn chợt xuất hiện vô số vết rạn nứt. Cho dù là thanh kiếm xanh này cũng khó mà chịu được lực lượng rút kiếm định sinh tử của hắn lúc này đây. Một chiêu kiếm ra, đất trời tiệt diệt. Khi cảm nhận được sức mạnh to lớn trong kiếm của Diệp Huyên, trong mắt Tào Tú chợt co rụt lại. Đây là một kiếm của Đăng Thiên Cảnh. Không có thời gian nghĩ nhiều, Tào Tú đột nhiên thu quạt về, bà ta đưa tay phải điểm về phía trước một cái, trên đầu ngón tay liền có vô số phù văn màu vàng xuất hiện. Thánh nhân nhất chỉ. Đối đầu trực diện. Đối mặt với chiêu kiếm này của Diệp Huyên, bà ta chỉ có thể đối đầu trực diện thôi. Trong mắt mọi người, một luồng kiếm quang chợt nổ ra, một khắc sau, hai người đồng loạt lui lại. Diệp Huyên lui hơn gần vạn trượng mới dừng lại, mà khi hắn vừa đứng vẫn, cánh tay phải đã nứt ra, máu tươi chảy tí tách, không chỉ thế, thân thể hắn cũng đang xuất hiện từng vết nứt, trông vô cùng dọa người. Mà phía xa xa, Tào Tú cũng lui lại đủ mấy nghìn trượng, nhưng khi bà ta dừng lại được thì thân thể đã trở nên hư huyễn. Thân thể sắp bị phá vụn. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều biến sắc. Hình một. Vậy mà Tào Tú lại không đỡ được một chiêu kiếm đó của Diệp Huyên. Dưới sự chứng kiến của mọi người, thân thể Tào Tú ngày càng hư huyền, cuối cùng, thân thể bà ta đã biến mất, chỉ còn dư lại linh hồn. Tất cả mọi người đều hóa đá. Đại thánh nhân bị Diệp Huyên tung một kiếm chém nát thân thể. Tiêu Lâm Lang kia lại lần nữa nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên. Bà ta phát hiện, từ đầu đến cuối bản thân vẫn luôn đánh giá thấp Diệp Huyên. Cái tên này thật sự chỉ là Đăng Thiên Cảnh. Đó là thánh nhân đó. Tào Tú ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên ở phía xa, kiếm kỹ đó là gì? Diệp Huyên hơi cong khóe môi, rút kiếm định sinh tử, ta tự nghĩ ra, sao? Tự nghĩ ra. Mọi người đều trợn mắt ngoác mồm. Đây là tự nghĩ ra. Tào Tú nhìn Diệp Huyên, người đang sỉ nhục trí thông minh của ta sao? Diệp Huyên cười ha ha, người gặp ai khác dùng kiếm kỹ này chưa? Tào Tú trầm mặc. Khỏi nói. Tất nhiên là không rồi. Kiếm kỹ kinh khủng bậc này, bà ta không chỉ chưa từng thấy, mà còn chưa từng nghe qua nữa. Diệp Huyên cầm kiếm đi đến chỗ Tào Tú, chúng ta vẫn chưa phân sinh tử. Nào, nhận thêm một kiếm của ta nữa đi. Nói rồi, hắn liền biến mất ngay tại chỗ. Đằng xa, Tào Tú híp mắt lại, bà ta đang định ra tay thì bỗng lúc này có một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Diệp Huyên chém kiếm xuống. Hắn mặc kệ là ai. Dù sao hắn cũng muốn chém. Diệp Huyên chém xuống, ông lão kia chỉ nhẹ nhàng vẩy tay một cái. Kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyên bị đẩy lùi về chỗ cũ. Sau khi dừng lại, cả người hắn đều run rẩy. Diệp Huyên nhìn ông lão kia, lão mặc một bộ trường bào màu xám, bên hông đeo một hồ lô rượu, tóc của lão rất dài, trên mặt có vài vết nhọ đen xì, trông toàn thân khá lôi thôi. Mà khi thấy người này, tất cả đệ tử nội môn đều biến sắc, dồn dập thi lễ, bái kiến tiểu sư thúc. Tào Tú cũng khẽ nói, sư đệ. Tiểu sư thúc. Đây chính là nhân vật truyền kỳ trong Đại Linh Thần Cung. Phong chủ của sáu phong đều xuất thân từ một sư phụ, nhưng thật ra không chỉ có sáu người, mà là bảy. Người nhỏ nhất chính là lão dơ dơ bẩn bẩn này. Ông ta vốn có thể đơn độc mở ra một phong khác, nhưng ông ta không làm vậy, còn nguyên nhân tại sao thì lại chẳng ai biết. Tiểu sư thúc nhìn Diệp Huyên, ông ta lấy hồ lô rượu ra uống một hớp rồi nói, ngươi rất cừ. Rất cừ. Diệp Huyên liếc mắt nhìn ông lão rồi nói, lão kia, ông không cần phải lo chuyện bao đồng. Tiểu sư thúc lắc đầu, nàng là sư tỷ của ta giúp nàng mà bao đồng cái gì? Diệp Huyên trầm giọng nói, các người có mấy sư huynh đệ? Tiểu sư thúc đáp, bảy người. Bảy lận à? Diệp Huyên giật giật mí mắt, mẹ nó, tận bảy tên. Tiểu sư thúc nhìn Diệp Huyên, người muốn đơn đấu hay hội đồng? Nếu đơn đấu, một mình ngươi đánh thay phiên bảy người chúng ta, nếu hội đồng, bảy người chúng ta đánh ngươi. Diệp Huyên. Mọi người. Diệp Huyên trầm giọng nói, người sống cả đời quan trọng nhất là mặt mũi, các người không thể không biết xấu hổ như vậy được. Tiểu sư thúc lại uống một hớp rượu rồi đáp, ngươi làm việc tuyệt tình quá. Không cho cơ hội giảng hòa nào.
Nói đoạn, ông ta lắc đầu, ta không quá thích cách làm việc cực đoan này của ngươi. Diệp Huyên cười nói, ta cũng không cần ông thích. Tiểu sư thúc khẽ gật đầu, ngươi cảm thấy bản thân ưu tú, cung môn chắc chắn sẽ không giết ngươi nên mới không thấy sợ à. Diệp Huyên lắc đầu cười, chưa từng có suy nghĩ như thế, ta chỉ nghĩ, Trần Qua này tới gây sự với ta, ta không tin sư tôn gã không biết. Nói rồi, hắn quay sang nhìn Tào Tú, đúng không? Tào Tú liếc hắn một cái, không nói gì. Diệp Huyên cười bảo, đấy ông xem đi, bà ta biết. Nhưng vẫn để đồ đệ của mình đến gây sự với ta. Nói thật, sao ta phải nể mặt gã? Là gã gây sự trước, tại sao ta không được giết? Chỉ vì gã là đệ tử chân truyền, chỉ vì gã có một sư tôn mạnh mẽ. Tiểu sư thúc trầm mặc. Ông ta cũng không biết nói gì hơn. Ngay cả lão già ở chấp pháp điện cũng không làm gì được tên này, đệ tử chân truyền bình thường sao có thể làm gì được hắn. Hình một. Quan trọng nhất là tên này rõ ràng là một tên điên không ngán ai. Nghĩ đến đây, tiểu sư thúc không nhịn được phải quay đầu lại liếc Tào Tú một cái. Hiện tại ai mà không biết Diệp Huyên là thành phần đặc biệt của Đại Linh Thần Cung. Mọi người đều né hắn cả, chỉ chờ chấp pháp điện đưa ra giải quyết thôi. Quan Lan Phong chạy đến làm cái gì? Diệp Huyên đột nhiên nói, lão kia, đánh nữa không? Tiểu sư thúc nhìn Diệp Huyên một lát, sau đó ông ta quay đầu lại, Diêm Điện Chủ, người không định đứng ra giữ gìn cung quy à? Diêm Điện Chủ. Diệp Huyên quay đầu lại, cách đó không xa có một ông lão chậm rãi bước đến. Diêm Hy. Điện Chủ chấp pháp điện. Bên cạnh Diêm còn có Nghiêm Lễ đi theo. Diêm Hy nhìn Diệp Huyên, không ngờ rằng Đại Linh Thần Cung ta lại có một yêu nghiệt như ngươi. Diệp Huyên liếc mắt nhìn Diêm Hy, âm thầm đề phòng ở trong lòng. Mà trong cơ thể hắn, Kiếm Thanh Huyên đã thủ thế chờ đợi. Diêm Hy nhìn Diệp Huyên, người rất yêu nghiệt, vô cùng yêu nghiệt. Nhưng cung quy chính là cung quy, đừng nói là ngươi, cho dù là Lý Yêu Giả cũng không thể phạm vào cung quy được. Vậy nên ngươi nhất định phải chết. Nhất định phải chết. Vậy là quyết định rồi. Nghiêm Lễ đứng bên cạnh Diêm Hy cũng có vẻ mặt phức tạp. Thật ra bọn họ đã thảo luận chuyện này rồi. Việc làm của Diệp Huyên thật sự quá tàn ác. Nếu hôm nay tha cho Diệp Huyên, uy nghiêm và quyền uy của chấp pháp điện sẽ mất sạch, không còn lại gì cả. Hơn nữa Diệp Huyên cũng khiến nhiều người rất phẫn hận. Nhất định phải giết chết. Diêm Hy nhìn Diệp Huyên, đệ tử ngoại môn Diệp Huyên, xúc phạm cung quy, chém chết ngay tại chỗ. Dứt lời. Trong nháy mắt, một kết giới vô hình lập tức khóa lại không gian xung quanh Diệp Huyên. Giết Diệp Huyên. Một tia ngạc nhiên lóe lên trong đôi mắt Tiêu Lâm Lang. Quyết định này của Đại Linh Thần Cung có phần nằm ngoài dự kiến của nàng ta. Hình một. Nàng ta vốn cho rằng Đại Linh Thần Cung nhất định sẽ tìm mọi cách bảo vệ một tên yêu nghiệt như Diệp Huyên. Bởi vì tuy hắn chỉ mới đến đăng thiên cảnh nhưng đã có thể ngang nhiên đối đầu với thánh nhân. Trình độ này tuyệt đối không thua kém Lý Yêu Giả. Nào ngờ Đại Linh Thần Cung lại lựa chọn tiêu diệt hắn. Tiêu Lâm Lang thở dài, nhìn sang Diệp Huyên, thì thầm, người này ra tay cũng quá tuyệt tình. Chỉ cần nói chuyện không hợp nhau, Diệp Huyên sẽ lập tức giết người. Hơn nữa còn là xóa sổ ngay lập tức. Không cho đối phương bất kỳ đường sống nào. Từ nơi xa, có một vài khí tức bí ẩn xuất hiện quanh Diệp Huyên. Thấp nhất đều đã đến tiểu thánh nhân cảnh. Hắn đột nhiên bật cười, ta muốn được lên đài tổ tiên. Lên đài tổ tiên. Tào Tú nghe vậy thì biến sắc, không được. Diệp Huyên chớp mắt, theo ta được biết, tổ tiên từng nói bất kỳ ai đều có thể lên đài tổ tiên nếu muốn. Người Đại Linh Thần Cung không được phép ngăn cản. Ta nhớ không sai chứ? Tào Tú quắc mắt chừng hắn. Diệp Huyên nói không sai. Thuở ban đầu, vì để không bỏ sót bất kỳ thiên tài nào mà tổ tiên Đại Linh Thần Cung đã lập ra tổ huấn, nói rằng không một ai được phép ngăn cản khi người nào đó muốn bước lên đài tổ tiên. Sắc mặt đám Diêm Hy cũng chẳng được đẹp lắm. Không ai có thể nghĩ đến Diệp Huyên lại muốn lên đài tổ tiên. Để hắn lên ư. Khi ấy, lấy thiên phú và sức mạnh kinh khủng của hắn, rất có thể sẽ được tổ tiên công nhận. Đến lúc đó liệu họ còn có thể giết Diệp Huyên không? Nhưng nếu không cho hắn lên,
thì lại vi phạm tổ huấn. Không phải chuyện để đùa. Diệp Huyên cười, ta lên đài tổ tiên đây. Sau đó hắn xoay người cất bước. Chậm đã. Bỗng nghe tiểu sư thúc đứng cách đó không xa hô lên. Diệp Huyên dừng bước, quay người, thấy tiểu sư thúc nhìn hắn chòng chọc, người muốn lên đài tổ tiên. Được thôi, chúng ta sẽ không ngăn cản, nhưng giờ đây ta tuyên bố thách đấu với ngươi. Khiêu chiến sinh tử. Khiêu chiến sinh tử. Những người khác đều sửng sốt. Đại thánh nhân khiêu chiến đăng thiên cảnh. Nghiêm túc đấy sao? Tiêu Lâm Lang cau mày. Hơi quá đáng rồi. Tiểu sư thúc này đã là đại thánh nhân, còn Diệp Huyên mới đến đăng thiên cảnh. Lấy mạnh đánh yếu, hành vi vô liêm sỉ. Diệp Huyên cười, ông nghiêm túc đấy sao lão già? Tiểu sư thúc gật đầu, ta nghiêm túc. Diệp Huyên lắc đười cười, ta từ chối. Từ chối. Dưới ánh mắt của những người khác, hắn cười, mắc gì ta phải đánh với ông. Tiểu sư thúc trợn mắt nhìn hắn, người sợ. Diệp Huyên, mấy kế khích tướng này ta dùng quen rồi, khỏi sai. Lão già, biết tại sao ta không đánh với ông không? Vì ông đây muốn ông tức quá lăn ra chết, ông muốn giết ta không cho ông cơ hội, đã thấy tức chưa? Mọi người. Tiểu sư thúc quắc mắt chừng hắn. Đương lúc muốn ra tay thì Diệp Huyên đã quay sang nói với điện chủ chấp pháp điện Diêm Hy, trưởng lão tùy tiện ra tay với đệ tử cung môn, có phù hợp với cung quy trong tông môn không? Diêm Hy, không. Diệp Huyên, vậy giả sử như tiểu sư thúc này ra tay với ta thì Diêm điện chủ sẽ ngăn lại, đúng chứ? Diêm Hy thả nhẹ giọng, trước kia nếu ngươi không tuyệt tình như vậy thì hà cớ gì phải đến mức này? Diệp Huyên cười, quy tắc sống của ta, người không phạm ta. Ta không phạm người, người phạm ta sẽ giết người. Diêm Hy quan sát hắn một hồi, nói, lên đài tổ tiên đi. Nhóm tiểu sư thúc lập tức quay phát sang nhìn ông ta. Diêm Hy nhàn nhạt nói, đây là luật, Diệp Huyên hắn không thể phá, chúng ta cũng không thể. Tiểu sư thúc và Tào Tú im lặng. Diệp Huyên nhìn Diêm Hy, Diêm điện chủ khiến ta bất ngờ đấy. Cứ tưởng ông cũng sẽ không tiếc giá nào để giết ta như lão già này chứ. Diêm Hy lắc đầu, luật là luật, người không thể phá, bọn họ cũng không. Lên đài tổ tiên đi. Diệp Huyên cười, được. Sau đó hóa thành kiếm quang biến mất ở chân trời. Những người khác cũng nhao nhao rời đi. Không lâu sau, họ đã tụ tập trước cổng Đại Linh Thần Cung. Có vô số đệ tử ngoại môn và nội môn đang chen chúc. Lại có người lên đài tổ tiên rồi. Chuyện này không nhỏ chút nào. Người đó lại còn là Diệp Huyên. Cái người vừa giết đệ tử nội môn lẫn đệ tử chân truyền đó. Trước cổng Đại Linh Thần Cung, Diệp Huyên chậm rãi cất bước đi về phía đài tổ tiên. Bỗng dưng, Cổ Thanh hiện ra bên cạnh hắn. Ông ấy nhìn hắn một hồi mới do dự hỏi, người có tự tin không? Diệp Huyên cười, không hề. Cổ Thanh cười khổ, xin lỗi. Ta không biết ngươi lại mạnh như vậy, bằng không đã trực tiếp tiến cử ngươi thành đệ tử chân truyền. Ôi! Diệp Huyên lắc đầu, không sao cả, ta thấy ngoại môn cũng rất tốt. Cổ Thanh lại thở dài. Diệp Huyên không nói gì thêm, tiếp tục đi đến đài tổ tiên. Ở phía sau, Nghiêm Lễ đứng cạnh Diêm Hy bỗng lên tiếng, ngươi cố tình cho hắn cơ hội này. Ông ta biết nếu không được Diêm Hy cho phép, Diệp Huyên căn bản sẽ không có cách nào. Bởi vì có một số quy định là bất di bất dịch. Đại lão chuyển thế. Diệp Huyên câm nín. Có phải ông lão này hiểu lầm gì đó rồi không? Không phải. Hắn bỗng tỉnh ngộ. Kiếm Thanh Huyền do ai tạo ra? Thanh Nhi. Đã xuất phát từ chính tay nàng ấy, vậy thì còn có thể gọi là kiếm sao? Chắc chắn không thể. Tạm không nói đến những thứ khác. Chỉ lực lượng pháp tắc tối cao ẩn chứa bên trong thôi đã không phải là thứ người thường có thể lấy được rồi. Ông lão này đã nhìn thấu chỗ bất phàm của thanh kiếm. Nghĩ vậy, Diệp Huyên mỉm cười, chưa chắc ông đã biết ta. Ông lão trầm ngâm một hồi rồi nói, không biết các hạ đến Đại Linh Thần Cung ta là có mục đích gì. Diệp Huyên nhìn khắp bốn phía, cười nói ta muốn tìm một chỗ cư trú, cảm thấy Đại Linh Thần Cung này không tệ. Nhưng lại gặp chút phiền phức ở đây. Ông lão nhíu mày, phiền phức.
Hắn gật đầu, hiện nay ta đang là đệ tử ngoại môn của Đại Linh Thần Cung, nhưng trong cung lại có người muốn giết ta, khiến ta khá là khó xử. Hình một. Một tia nghi hoặc lóe lên trong mắt ông lão, sao có thể? Diệp Huyên vươn tay chỉ vào Tào Tú, bà ta chính là người muốn giết ta. Ông lão lập tức nhìn Tào Tú, người muốn giết vị tiền. Tiểu hữu này. Tào Tú khẽ thi lễ với gương mặt có phần khó xem, tổ tiên, kẻ này không những giết đệ tử nội môn mà còn giết cả trưởng lão nội môn và đệ tử chân truyền. Hắn mới là người phá vỡ cung quy trước. Thấy ông lão nhìn sang, Diệp Huyên cười nhạt, ông thử hỏi bà ta xem vì sao ta lại ra tay. Tào Tú quắc mắt chừng hắn, Diệp Huyên, ngươi đừng hòng đổi trắng thay đen ở đây, ngươi. Làm càn. Ông lão bắn ánh mắt nhìn Tào Tú, nói chuyện với tiểu hữu thì lễ phép vào. Lễ phép vào. Tào Tú ngây người. Không chỉ bà ta mà những người khác cũng ngớ ra. Ông lão nhìn kiếm thanh huyền trong tay, một tia phức tạp lóe lên trong mắt rồi trả nó lại cho Diệp Huyên, tiểu hữu vì sao đến Đại Linh Thần Cung. Diệp Huyên cười, chỉ đơn thuần muốn tìm chỗ đặt chân mà thôi, nhưng xem ra nơi này không chào đón ta. Ông lão gật đầu, ta đã hiểu. Sau đó ông nhìn về phía chỗ sâu trong Đại Linh Thần Cung, cung chủ đương nhiệm đang ở đâu? Cung chủ đương nhiệm. Ông vừa dứt lời, đã có một người đàn ông trung niên xuất hiện gần đó. Chính là cung chủ đương nhiệm của Đại Linh Thần Cung Lâm Giang. Lâm Giang thấy ông lão thì lễ, tổ tiên. Ông lão, từ giờ trở đi, chức vị của vị tiểu hữu này ở Đại Linh Thần Cung ta chính là... Ông quay sang Diệp Huyên, cậu muốn chức gì? Diệp Huyên tròn mắt, chức gì cũng được. Ông lão, trừ cung chủ. Những lời này khiến người khác cả kinh. Trừ cung chủ ra, mọi chức vị khác trong Đại Linh Thần Cung đều mặc cho Diệp Huyên thỏa thích lựa chọn. Tào Tú run rẩy nói, tổ tiên, vì sao? Ông lão liếc nhìn, người có vấn đề gì? Tào Tú giật thót, vội cúi đầu, không dám. Ông lão hỏi Lâm Giang, ngươi thì sao? Hình một. Lâm Giang liếc nhìn Diệp Huyên, đoạn dùng huyền khí truyền âm, tổ tiên thấy người này bất phẩm. Ông lão hỏi ngược lại, ngươi không nhìn ra. Lâm Giang thấp giọng đáp, chỉ đến đăng thiên cảnh nhưng có thể đối đầu với thánh nhân, quả thật bất phàm, nhưng cho dù vậy hắn vẫn chưa đủ tư cách để được tổ tiên đối đãi như vậy. Ngươi đã phát hiện ra gì đó? Ông lão, ngươi thấy thanh kiếm trong tay hắn không? Lâm Giang nhìn thanh kiếm, đó là... Ông lão nhìn Lâm Giang, bên trong nó là lực lượng bản nguyên của pháp tắc tối cao. Pháp tắc tối cao. Đồng tử Lâm Giang co rụt lại, hắn có liên quan đến pháp tắc tối cao. Ông lão gật đầu, không chỉ vậy, bên trong thanh kiếm ấy còn chứa đựng lực lượng thời gian, không phải dạng thường mà là lực lượng chủ yếu của vũ trụ. Đôi mắt ông chậm rãi khép lại, cho dù kiếm này không do hắn tạo ra thì quan hệ giữa hắn và người làm ra nó cũng tuyệt đối không hề tầm thường. Kiểu người như vậy, Đại Linh Thần Cung ta không thể trêu vào. Lâm Giang gật đầu, đã hiểu. Ông lão hỏi Diệp Huyên, tiểu hữu đã nghĩ xong chưa? Hắn cười, ta muốn tiếp tục làm đệ tử ngoại môn. Ông lão ngẩn ra, đệ tử ngoại môn. Diệp Huyên, ta thấy đệ tử ngoại môn cũng không tệ. Ông lão ngẫm nghĩ rồi gật đầu, theo ý tiểu hữu. Đoạn ông bắn một ánh mắt sang Lâm Giang rồi dần biến mất. Lâm Giang im lặng một hồi rồi hỏi Diệp Huyên, người thật sự chỉ làm đệ tử ngoại môn. Hắn gật đầu. Lâm Giang, được, ngươi yên tâm, từ nay về sau sẽ không có ai đến gây phiền toái cho ngươi nữa. Sau đó ông ta biến đi mất dạng. Trên đài tổ tiên, Diệp Huyên thu kiếm thanh huyên về, xoay người rời đi. Tào Tú trợn trừng mắt dõi theo, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, tiểu sư thúc đi đến bên bà ta, do dự một hồi rồi nói, đến nghe xem sư huynh nói thế nào. Hai người biến mất tại chỗ. Ở một nơi nào đó trên đỉnh núi. Tào Tú và tiểu sư thúc đi đến sau lưng Lâm Giang. Tào Tú lạnh lùng cất tiếng, đại sư huynh cứ thế bỏ qua cho hắn sao. Lâm Giang quay lại nhìn bà ta, đừng gây sự với hắn nữa. Bằng không sẽ chẳng ai cứu được ngươi. Tào Tú cả kinh, hỏi dồn, vì sao? Lâm Giang khẽ nói, người này còn đáng sợ hơn tưởng tượng của chúng ta. Tào Tú, hắn rốt cuộc là ai? Hình một. Lâm Giang lắc đầu,
là ai không quan trọng, quan trọng là tổ tiên cũng kiêng kỵ hắn, hiểu chưa? Sắc mặt Tài Tú trở nên xấu xí, chẳng lẽ Trần Qua cứ thế bỏ mạng vô ích? Lâm Giang, nếu ngươi cứ tiếp tục thì không chỉ Trần Qua mà ngươi cũng mất mạng, thậm chí là toàn bộ Đại Linh Thần Cung. Tào Tú tròn mắt đầy khó tin, sao lại thế được? Hắn đáng sợ đến vậy thật sao? Tiểu sư thúc cũng hỏi, sư huynh và tổ tiên rốt cuộc đã phát hiện điều gì? Lâm Giang, trong tay hắn có một thanh kiếm ẩn chứa lực lượng pháp tắc tối cao, hơn nữa còn là lực lượng bản nguyên. Pháp tắc tối cao. Tào Tú và tiểu sư thúc nghe vậy thì sửng sốt. Tào Tú tỏ ra khó tin, hắn có liên quan đến pháp tắc tối cao. Lâm Giang gật đầu. Sắc mặt Tào Tú càng thêm xấu xí. Pháp tắc tối cao. Đại Linh Thần Cung tuy là một thế lực rất mạnh, đứng đầu tinh vực cổ thần, nhưng đứng trước pháp tắc tối cao thì vẫn chẳng là cái đinh gì cả. Năm ấy, Tiểu Động Thiên đã làm thế nào để trở thành thế lực cấp cao? Đó là vì tổ tiên họ có quan hệ sâu xa với pháp tắc tối cao, chỉ nhờ vào điều này mà đã phát triển thành một siêu thế lực. Từ Đại Linh Thần Cung đến Chiến Các hay Thiên Yêu Quốc đều phải nể Tiểu Động Thiên ba phần. Pháp tắc tối cao. Không ai không kiêng dè. Lâm Giang lại nói, đừng đi gây sự với hắn nữa, bằng không sẽ chẳng ai cứu được ngươi. Ông ta nói xong thì xoay người biến mất. Sắc mặt Tào Tú trở lại như cũ, không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu sư thúc nói, đừng lỗ mãng. Rồi rời đi. Là pháp tắc tối cao đấy. Đừng nói giết Trần Qua, cho dù Diệp Huyên có giết Lý Yêu Dạ, Đại Linh Thần Cung cũng sẽ không báo thù. Bởi lỡ như chỗ dựa sau lưng hắn thật sự là pháp tắc tối cao. Chấm chấm chấm. Sau khi trở lại ngoại môn, Diệp Huyên tiếp tục tu luyện. Hắn cũng đã thành danh ở Đại Linh Thần Cung. Trước giết đệ tử nội môn, sau giết trưởng lão nội môn, tiếp đó giết luôn đệ tử chân truyền. Vậy mà Đại Linh Thần Cung lại không xử lý hắn. Có tiếng kháng nghị đến từ một số đệ tử nội môn nhưng đều bị ép xuống. Điện chủ chấp pháp Điện Diêm Hy chỉ nói một câu, nếu chướng mắt Diệp Huyên thì đến khiêu chiến sinh tử đi. Thế là các đệ tử nội môn nín thinh. Tên đó đến thánh nhân cũng dám nghênh chiến, bọn họ làm sao thắng được. Hình 1. Ba người cổ thanh cùng sinh ra cảm xúc phức tạp, bởi nội môn đã không chấp nhận cho Diệp Huyên khảo hạch nữa. Nói cách khác, hắn không thể tham gia khảo hạch để vào nội môn, dĩ nhiên đây không phải việc xấu. Bởi có Diệp Huyên, người ngoại môn đều tự giác thẳng lưng lên mà đi. Dám xem thường ngoại môn ư? Không sao. Cứ tìm Diệp Huyên. Hắn đã trở thành bộ mặt của ngoại môn. Giờ phút này, Diệp Huyên đang tu luyện đăng thiên cảnh và kiếm kỹ. Hắn không tu nhục thân nữa. Chủ yếu là vì không có công pháp tốt để luyện tập, mà công pháp trước kia đã không theo kịp cảnh giới của hắn. Vì vậy hắn hiện đang tập trung vào đăng thiên cảnh và kiếm kỹ của bản thân. Hắn không chỉ muốn đạt được vô hạn, mà còn phải đến cực hạn. Cho dù là cảnh giới hay kiếm kỹ. Chấm chấm chấm. Tiểu Động Thiên. Trước gian nhà trúc, có một ông lão ngồi ở ven hồ. Hai mắt ông ta khép hờ, những ngón tay phải gõ nhẹ lên tay ghế bằng trúc. Đúng lúc này, một bóng mờ bỗng xuất hiện cách đó không xa, khẽ thi lễ, động chủ. Chúng tôi đã tìm khắp chư thiên vạn giới nhưng vẫn không có tung tích của cô gái váy trắng kia. À, có thể đã trốn thoát. Trốn thoát. Ông lão im lặng hồi lâu mới nói, còn những cấm địa kia. Bóng mờ, đã phái người thăm dò, nhưng bọn họ đều nói chưa từng nhìn thấy. Ông lão cau mày, không có ở cấm địa, rốt cuộc ả ta trốn đi đâu chứ? Bóng mờ lắc đầu, không rõ. Chúng ta đã tìm hết những nơi có thể tìm nhưng không thăm dò được tung tích. Hay là thử liên hệ với pháp tắc tối cao. Chỉ cần ngài ấy ra mặt, ả kia có biện pháp ẩn nấp nào đi nữa cũng phải lộ mặt. Ông lão lắc đầu, không cần, chuyện vặt này sao có thể làm phiền Chí Tôn. Ông ta nhìn về chân trời, nghe nói Diệp Huyên kia có quan hệ sâu sắc với ả. Vậy chúng ta giết hắn, ta tin rằng nếu hắn chết, ả sẽ phải xuất hiện. Bóng mờ do dự rồi nói, hắn hiện nay đã là đệ tử ngoại môn của Đại Linh Thần Cung, không dễ ra tay. Ông lão lạnh nhạt nói, chỉ là đệ tử ngoại môn mà thôi, không phải đệ tử chân truyền. Cho dù có là chân truyền,
Đại Linh Thần Cung cũng không giữ được hắn. Hơn nữa người nói xem, Đại Linh Thần Cung sẽ vì một tên đăng thiên cảnh mà trở mặt với tiểu động thiên chúng ta sao? Hình 1. Bóng mờ ngẫm nghĩ rồi nói, hẳn là sẽ không. Ông lão gật đầu, phái người đến Đại Linh Thần Cung, nói Diệp Huyên giết người của tiểu động thiên, yêu cầu bọn họ giao nộp hắn. Bóng mờ gật đầu, vâng. Sau đó xoay người rời đi. Ở nơi tu luyện trong vũ trụ. Diệp Huyên ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ. Trong khoảng thời gian gần đây, ngày nào hắn cũng đang nghiên cứu thời không chi đạo. Đến hiện nay, hắn đã có thể ngưng tụ ra 38 dòng sông thời gian. Tuy không được gọi là nhiều nhưng đủ để hắn nắm được bí quyết. Việc tạo ra con số vô hạn chỉ còn là vấn đề thời gian. Hắn cũng phát hiện ra sức mạnh của mình được tăng lên một khoảng đáng kể mỗi khi ngưng tụ ra thêm một dòng sông thời gian. Thuật rút kiếm của hắn bây giờ đã có thể chồng lên 400 lần. Đó là còn chưa sử dụng huyết mạch chi lực. Nói cách khác, hắn không cần dùng đến kiếm thanh huyên cũng có thể đối đầu với thánh nhân. Chỉ là không chắc có thể đánh bại đại thánh nhân. Nhưng tiểu thánh nhân thì đã không tạo được uy hiếp gì với hắn nữa. Thời không. Diệp Huyên vươn tay ra, nhẹ nhàng đong đưa. Không gian bốn phía chậm rãi chấn động. Vô số lực lượng thời gian ùa đến chỗ hắn. Chúng khuấy động quanh hắn như một dòng sông đang chảy. Lực lượng thời gian. Diệp Huyên đưa tay ra, để vô số lực lượng thời gian hội tụ vào. Một dòng sông thời gian chậm rãi thành hình trong tay hắn. Nó tuy nhỏ nhưng chớ xem thường, bởi không gian bên trong vô cùng khổng lồ. Bởi vì hắn còn vận dụng cả lực lượng không gian. Diệp Huyên lẳng lặng nhìn dòng sông thời gian trong tay một hồi, sau đó suy nghĩ thoáng chuyển. Dòng sông thời gian lập tức biến thành một thanh kiếm trong suốt. Kiếm thời gian. Diệp Huyên nhìn nó, một suy nghĩ lặng lẽ xuất hiện trong đầu. Hắn nhìn dòng sông thời gian ở bốn phía một hồi rồi nhắm mắt lại. Những dòng sông kia bắt đầu run lên, sau đó từng dòng đều ngưng tụ thành kiếm. Kiếm thời gian trong suốt. Diệp Huyên thấy vậy thì hưng phấn không thôi. Hắn vươn tay cắm kiếm thời gian vào vỏ rồi lại nhanh chóng rút ra. Soảng. Nào ngờ kiếm vừa rời vỏ đã vỡ vụn. Diệp Huyên sửng sốt. Sao lại dễ vỡ như vậy? Không cam lòng. Hắn thử đi thử lại thêm vài lần nhưng những thanh kiếm ngưng tụ ra từ lực lượng thời gian đều quá giòn, quá dễ vỡ, căn bản không chịu nổi thuật rút kiếm của hắn. Diệp Huyên cau mày. Thử nghiệm vài lần rồi mà vẫn không được. Nhưng một suy nghĩ khác lại nhanh chóng xuất hiện. Diệp Huyên vung tay để kiếm thời gian bay vút đi. Hắn sững sờ. Nó quá nhanh. Nhanh đến cỡ nào? Đến nỗi hắn suýt không bắt được. Làm sao lại nhanh như vậy? Diệp Huyên sinh lòng hoài nghi. Sau một hồi nghiên cứu, hắn đã ngộ ra. Sở dĩ kiếm thời gian có tốc độ kinh khủng như vậy vì nó không chỉ đơn giản do lực lượng thời gian ngưng tụ thành, mà còn có cả lực lượng không gian. Nói chính xác hơn, đây là kiếm thời không. Dòng sông thời gian của hắn không giống với người khác, nó thành hình dựa trên không gian khi Diệp Huyên kết hợp cả hai lại thay vì phân tách chúng ra. Cũng chính vì vậy mà đăng thiên cảnh của hắn cũng không giống với người khác. Hắn tuy vẫn còn đứng trong cảnh giới nhưng cũng không phải cảnh giới thông thường nữa, mà là đang đi theo con đường của Thanh Nhi. Phi kiếm. Diệp Huyên quyết định nghiên cứu món này. Có kiếm thời không trong tay rồi, nếu hắn tu luyện phi kiếm thì nó sẽ trở nên đáng sợ vô cùng. Đừng nói tiểu thánh nhân, cho dù là đại thánh nhân cũng chưa chắc có thể đỡ được. Rút kiếm định sinh tử là bùng nổ. Còn phi kiếm thì tập trung vào tốc độ và bất ngờ, một chiêu vong mạng. Như nghĩ đến điều gì, hắn cầm quyển vô danh kiếm quyết lấy được từ chỗ Tiêu Lâm Lang ra. Đây cũng là một kiếm kỹ. Hơn nữa hình như cũng không hề tầm thường. Diệp Huyên bắt đầu nghiên cứu nó. Một hồi sau, hắn không khỏi ngạc nhiên khi phát hiện vô danh kiếm quyết rất đáng để học tập. Ví dụ như chiêu xuất kiếm này. Trong vô danh kiếm quyết có tổng cộng 9 phương pháp xuất kiếm. Trong đó cũng có rút kiếm. Giống với thuật rút kiếm của cha hắn, ý nghĩa của nó nằm ở hai chữ bùng nổ. Bùng nổ trong nháy mắt. Nhưng rút kiếm trong vô danh kiếm quyết lại chỉ đơn giản là rút kiếm ra, không hề có phương pháp chồng lên.
Một khi vậy, rút kiếm có lợi hại đến đâu đi nữa thì uy lực cũng sẽ bị hạn chế. Ngoài ra còn một cách xuất kiếm khác, đó là chỉ kiếm. Xuất kiếm chỉ bằng ngón tay. Diệp Huyên vươn tay, gọi một thanh kiếm trong vỏ xuất hiện. Hắn dùng tay phải tra kiếm thời không vào vỏ, sau một hồi lặng im thì dùng ngón cái bật ra. Xoẹt. Một tia kiếm quang lóe lên. Nhanh đến mức mắt thường không nhìn thấy. Diệp Huyên không khỏi cảm thấy có phần khiếp sợ. Hắn chợt phát hiện khi dùng chiêu chỉ kiếm này, tốc độ quả thật trở nên nhanh hơn. Chỉ kiếm, kiếm tay. Tập trung vào một chữ nhanh. Dùng tốc độ nhanh nhất để đưa kiếm rời vỏ. Căn bản không cần dùng đến tay phải, chỉ cần dùng tay trái cầm kiếm mà vẫn có thể xuất kiếm, lại còn vô cùng bất ngờ. Diệp Huyên tiếp tục nghiên cứu vô danh kiếm quyết. Hắn phát hiện ra, trên đời này trừ nhóm ba người cha và Thanh Nhi ra, vẫn còn một số kiếm tu rất mạnh khác, bọn họ đều đáng để hắn học tập. Trong khoảng thời gian này, cũng không có ai đến quấy rầy Diệp Huyên tu luyện. Đạo Nhất có đến một, hai lần, nhưng thấy hắn đang tu luyện thì cũng không làm phiền. Diệp Huyên tập trung vào tu luyện, cũng hiểu rõ hơn về con đường mình phải đi. Đi trên con đường giống như Thanh Nhi. Về phần kiếm kỹ, hắn chỉ có một suy nghĩ. Giết người. Tốt nhất là kết thúc trong một chiêu. Không cần hoa hòe lòe loẹt, càng đơn giản càng tốt. Dù là tu luyện rút kiếm định sinh tử hay nghiên cứu phi kiếm, hắn chỉ có một mục đích là giết người càng nhanh hơn. Ba ngày sau, quyển vô danh kiếm quyết không trọn vẹn kia đã được Diệp Huyên tìm hiểu rõ ngọn ngành. Đây đúng là một kiếm kỹ rất mạnh, nhưng uy lực so với rút kiếm định sinh tử thì vẫn kém quá xa. Ngay cả bản hoàn chỉnh cũng còn kém rất nhiều, huống chi là một bản tàn khuyết. Phải nói là căn bản không thể mang ra so sánh. Nhưng vô danh kiếm quyết cũng có rất nhiều chỗ đáng để học hỏi. Cha và Thanh Nhi có tư cách nhìn các kiếm tu trong thiên hạ bằng nửa con mắt, nhưng Diệp Huyên thì không. Rất nhiều người đều có những khía cạnh để hắn học hỏi. Trong khoảng thời gian tiếp theo đó, Diệp Huyên chủ yếu nghiên cứu và tìm hiểu phi kiếm. Hắn không đi tìm những thuật phi kiếm mạnh mẽ mà là chuẩn bị tự tạo ra một thuật phi kiếm hùng mạnh của riêng mình. Quá trình tuy không dễ dàng nhưng hắn cũng rất hưởng thụ. Trong lúc đó, một trưởng lão Tiểu Động Thiên đã đến Đại Linh Thần Cung. Linh Thần Điện. Lâm Giang nhìn trưởng lão Tiểu Động Thiên, tiêu trưởng lão vượt qua mấy chục nghìn tinh vực để đến Đại Linh Thần Cung chúng ta, là vì vấn đề gì sao? Tiêu trưởng lão khẽ mỉm cười, động chủ bảo ta đến thăm hỏi sức khỏe Lâm Cung chủ. Lâm Giang khẽ gật đầu, kể từ lúc từ biệt. Đã có hơi nghìn năm không gặp lại Khâu động chủ. Ông ấy vẫn khỏe chứ? Tiêu trưởng lão cười, động chủ vô cùng khỏe mạnh, mỗi ngày không phải câu cá thì đều đi ngủ, sống vui thú vô cùng. Lâm Giang, ông ấy phái ngươi đến đây hẳn là có việc, nói thẳng đi. Tiêu trưởng lão gật đầu, không giấu gì Lâm cung chủ, lần này ta đến đây quả thật có việc. Quý cung gần đây có phải đã thu nhận một người trẻ tuổi tên Diệp Huyên? Diệp Huyên. Lâm Giang nheo mắt lại, người đến đây vì hắn. Tiêu trưởng lão gật đầu, đúng vậy. Lâm Giang, hắn quả thật đang ở tại Đại Linh Thần Cung. Tiêu trưởng lão hạ giọng, chẳng giấu gì Lâm cung chủ, Tiểu Động Thiên chúng ta đang truy nã hắn. Lâm Giang cau mày, truy nã. Tiêu trưởng lão gật đầu, hắn giết người của Tiểu Động Thiên, chúng ta truy tìm đã lâu. Sau đó lão ta đứng dậy thi lễ, mong Lâm cung chủ hãy giao hắn ra để ta mang về. Lâm Giang, hắn từng giết người của Tiểu Động Thiên. Tiêu trưởng lão gật đầu, đúng vậy. Không những thế, sau lưng hắn còn có một cô gái váy trắng đã trốn đi mất dạng, chúng ta không tìm ra. Tên Diệp Huyên này, mong Lâm cung chủ hãy giao hắn ra để ta mang đi. Lâm Giang im lặng. Ông ta không ngờ Diệp Huyên lại có ân oán với Tiểu Động Thiên. Quả nhiên không phải hạng hiền lành gì. Đến người của Tiểu Động Thiên mà cũng dám giết. Một hồi sau, Lâm Giang nói, hắn hiện đang là đệ tử ngoại môn của Đại Linh Thần Cung ta. Tiêu trưởng lão hạ giọng, Lâm cung chủ, tên này không phải hạng hiền lành, lại còn giết người của Tiểu Động Thiên. Chúng ta có chết cũng không bỏ qua. Chết cũng không bỏ qua. Lâm Giang im lặng. Cảm thấy có phần khó xử. Nếu bảo vệ Diệp Huyên thì sẽ kết thù với Tiểu Động Thiên.
Đương nhiên Đại Linh Thần Cung không sợ Tiểu Động Thiên, nhưng liệu điều đó có đáng vì Diệp Huyên không? Hắn hiện đang là đệ tử ngoại môn, nhưng Lâm Giang cho rằng người như vậy sớm muộn gì cũng sẽ rời đi. Vì vậy ông ta cũng không xem Diệp Huyên như người của mình. Nhưng nếu giao nộp hắn, Diệp Huyên chắc chắn sẽ không phối hợp, thậm chí trở mặt thành thù với Đại Linh Thần Cung. Tiêu trưởng lão lại nói, Lâm Giang cung chủ, Tiểu Động Thiên chúng ta chắc chắn phải giết tên này và con ả váy trắng kia. Lão ta đã nhìn ra. Lâm Giang đang lưỡng lự, vì vậy bèn tỏ rõ quyết tâm của Tiểu Động Thiên một lần nữa. Cách đó không xa. Khi Lâm Giang còn chần chừ chưa quyết định, đã có một giọng nói vang lên trong đầu, sao không để hắn và Diệp Huyên tự giải quyết. Lâm Giang nghe vậy thì im lặng, sau đó nói, người đâu, truyền Diệp Huyên. Truyền Diệp Huyên. Nơi tu luyện trong vũ trụ, Diệp Huyên bỗng ngừng tay, quay lại nhìn thấy Cổ Thanh chậm rãi đi đến. Hắn cười hỏi, Cổ Thanh trưởng lão, có việc gì sao? Cổ Thanh, không quấy rầy ngươi tu luyện chứ? Diệp Huyên lắc đầu, không. Cổ Thanh gật gù, cung chủ tìm ngươi. Diệp Huyên nhíu mày, cung chủ tìm ta. Cổ Thanh gật đầu, phải. Diệp Huyên, có nói là chuyện gì sao? Cổ Thanh lắc đầu, không nói. Diệp Huyên nghĩ ngợi rồi hỏi, không đi được không? Cổ Thanh cười khổ, việc này. Diệp Huyên cười, thôi, cũng không thể làm khó ông. Đương lúc hắn định đi thì lại nghe ông ấy nói, người của Tiểu Động Thiên đến đây, có thể là để tìm ngươi, cẩn thận chút. Tiểu Động Thiên. Diệp Huyên ngẩn ra rồi bật cười, hiểu rồi. Sau đó hắn biến mất. Linh Thần Điện. Diệp Huyên vừa bước vào, ánh mắt Tiêu trưởng lão đã bắn tới. Lâm Giang cười nói với hắn, Diệp Huyên, đây là Tiêu trưởng lão của Tiểu Động Thiên, nói rằng giữa ngươi và bọn họ có ân oán, muốn mang ngươi đi. Tiêu trưởng lão kia bật dậy, quắc mắt chừng Diệp Huyên, ngươi. Ngón cái tay trái đang cầm kiếm của hắn bỗng búng ra. Xoẹt. Thủ cấp Tiêu trưởng lão bay ra ngoài. Lâm Giang đờ cả người. Chỉ nghe hắn hỏi, cung chủ còn có việc gì không? Lâm Giang. Xiết trong nháy mắt. Không thể không nói, trong lòng Lâm Giang lúc này đã khiếp sợ vô cùng rồi. Tên này có thể giết Tiêu trưởng lão trong nháy mắt. Tiêu trưởng lão này cũng là một tiểu thánh nhân đấy. Hơn nữa chiêu phi kiếm vừa rồi của Diệp Huyên nhanh đến mức ông ta cũng thấy hãi hùng. Quá nhanh. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên cười nói. Nếu cung chủ không còn chuyện gì nữa thì ta đi đây. Nói rồi, hắn xoay người rời đi. Nhưng lúc đi đến cửa, hắn chợt dừng lại rồi bảo, cung chủ, ta không có bất kỳ ác ý nào với Đại Linh Thần Cung, cũng không muốn tạo ác duyên với các người. Chuyện giữa ta và Tiểu Động Thiên sẽ không liên quan gì đến Đại Linh Thần Cung cả, chuyện này cung chủ có thể yên tâm. Lâm Giang nhìn Diệp Huyên, khi nào ngươi rời đi? Bây giờ ông ta chỉ muốn Diệp Huyên rời đi thôi. Diệp Huyên ở Đại Linh Thần Cung này khiến ông ta rất bất an. Diệp Huyên cười nói, bây giờ ta đi được rồi. Nói xong, hắn mở tay ra, một chiếc lệnh bài gỗ bay đến trước mặt Lâm Giang. Là lệnh bài thân phận đệ tử ngoại môn. Diệp Huyên nói, từ thời khắc này trở đi, ta và Đại Linh Thần Cung không còn quan hệ gì nữa. Nói rồi, hắn liền biến mất không còn thấy đâu. Trong điện, Lâm Giang im lặng. Lúc này, Diêm Hy đột nhiên xuất hiện ở cạnh Lâm Giang, ông ta nhìn Diệp Huyên đã đi về phía xa, tổ tiên có ý muốn lôi kéo hắn. Hình 1. Lâm Giang gật đầu, ta biết. Diêm Hy quay đầu sang nhìn Lâm Giang, tâm tính của người này cũng không xấu. Lâm Giang khẽ nói, hắn khiến ta có chút bất an. Hơn nữa nếu giữ hắn lại là phải trở mặt với Tiểu Động Thiên. Chẳng lẽ chúng ta phải khai chiến với Tiểu Động Thiên vì hắn? Diêm Hy muốn nói lại thôi. Lâm Giang, ta biết, ông cảm thấy chuyện này đáng giá. Nhưng ông đã nghĩ tới chưa, người này căn bản không có lòng trung thành với Đại Linh Thần Cung ta. Hắn đến Đại Linh Thần Cung có lẽ là do có mục đích khác, hoặc chỉ đơn thuần là đến chơi một phen thôi, nói chung rồi hắn cũng sẽ đi. Chẳng phải à? Diêm Hy khẽ thở dài. Lâm Giang tiếp tục nói, lúc trước ta cho rằng hắn và Tiểu Động Thiên có thể hòa giải được với nhau, nhưng hắn đã giết Tiêu trưởng lão của Tiểu Động Thiên. Nghĩa là hai bên đã không thể hòa giải được nữa rồi.
mà nếu chúng ta để cho hắn ở lại thần cung thì chẳng khác nào tuyên chiến làm địch với tiểu động thiên. Hai thế lực siêu cấp một khi khai chiến, hậu quả đó, chúng ta không chịu được, bởi vậy để hắn rời đi là lựa chọn tốt nhất. Diêm Hy khẽ gật đầu. Nếu tiểu động thiên khai chiến với đại linh thần cung, hậu quả sẽ vô cùng kinh khủng. Hay! Diêm Hy lại thở dài lần nữa, cảm thấy có chút đáng tiếc. Độ yêu nghiệt của Diệp Huyên không hề thua kém gì với Lý Yêu Dạ. Hơn nữa Diệp Huyên thật sự rất thích hợp để vào chấp pháp điện. Nhưng cũng như Lâm Giang nói, nếu giữ Diệp Huyên lại thì phải đánh đổi quá nhiều. Hơn nữa lòng thành của Diệp Huyên rõ ràng không ở Đại Linh Thần Cung. Lúc này, Lâm Giang đột nhiên nói, truyền lệnh cho toàn bộ Đại Linh Thần Cung, Diệp Huyên đã không còn là người của Đại Linh Thần Cung nữa. Nói rồi ông ta dừng lại một chút, rồi bổ sung thêm, bất cứ ai là người của Đại Linh Thần Cung cũng không được chọc vào người này. Bây giờ ông ta đã thấy hơi sợ Diệp Huyên rồi. Tên này thật sự quá biến thái. Ai chọc giận là giết ngay. Cả mấy người trưởng bối trưởng lão cũng cần phải giáo dục lại một phen mới được, để sau khỏi gây ra đại họa gì. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên không rời khỏi Đại Linh Thần Cung ngay, mà hắn đi đến Linh Tú Phong. Trong sân, Đạo Nhất nhìn Diệp Huyên, người phải đi rồi à? Diệp Huyên cười đáp, ừ. Ta đi với ngươi. Nhưng Diệp Huyên lại lắc đầu, cô ở đây tu luyện cho tốt đi. Nơi này không hợp ta, nhưng rất hợp với cô. Đạo Nhất lắc đầu, người không ở đây, ta còn ở lại để làm gì? Diệp Huyên cười nói, cô cứ ở đây trước đã. Có dịp ta sẽ dẫn cô đi tìm một sư phụ lợi hại. Đạo Nhất có chút ngạc nhiên, sư phụ lợi hại. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Lợi hại thật sao? Vô cùng lợi hại luôn. Hơn nữa còn rất hợp với cô. Thật ra bây giờ Diệp Huyên đã muốn đi tìm pháp tắc tối cao kia, đáng tiếc là tìm không được. Hắn căn bản không cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Đạo Nhất trầm mặc một lát rồi nói, vậy ta chờ ngươi. Diệp Huyên cười đáp, được, cô ở lại đây chăm chỉ tu luyện nhé, nếu bị bắt nạt thì cứ tìm ta. Đạo Nhất lắc đầu cười, ta vào đây cùng ngươi mà, không ai dám bắt nạt ta cả. Diệp Huyên gật đầu, vậy bảo trọng nhé. Nói rồi, hắn chuẩn bị rời đi. Chợt, Đạo Nhất nói, cẩn thận đấy. Diệp Huyên cười đáp, biết rồi. Nói xong. Hắn liền ngự kiếm bay lên, chớp mắt đã biến mất ở phía chân trời xa xôi. Đạo Nhất nhìn kiếm quang ở chân trời, rất lâu sau đó nàng ta mới lắc đầu nở nụ cười, rồi xoay người rời đi. Chấm chấm chấm. Sau khi rời khỏi Đại Linh Thần Cung, Diệp Huyên đi thẳng tới Lâm Lang Các. Hắn phải tiếp tục nghiên cứu phi kiếm. Vừa nãy hắn tuy đã có thể giết một vị tiểu thánh nhân trong nháy mắt, nhưng hắn cảm thấy vẫn chưa đủ. Tốc độ phi kiếm của hắn có thể nhanh hơn nữa. Học tập. Hắn phải tìm được kiếm kỹ mạnh mẽ, nhất là phi kiếm. Hắn phải đẩy phi kiếm của mình đến cực hạn. Vừa đến Lâm Lang Các, A Mạc cô nương đã xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Huyên cười hỏi, A Mạc cô nương, Lâm Lang cô nương có ở đây không? A Mạc lắc đầu, không có. Diệp Huyên hỏi, tìm nàng ta ở đâu thì được? A Mạc do dự một lúc rồi nói, để ta liên lạc với nàng. Đa tạ. Không có gì. Nói rồi, nàng ta lấy một lá bùa truyền âm ra bóp nát. Mấy phút sau, không gian bên cạnh Diệp Huyên đột nhiên rung lên, khắc sau, có một cô gái bước ra. Chính là Tiêu Lâm Lang. Tiêu Lâm Lang nhìn Diệp Huyên, cười nói, Diệp công tử, lại gặp mặt rồi. Lâm Lang cô nương, ta đến là có việc. Lần này tới tìm cô là muốn cô giúp chút chuyện. Tiêu Lâm Lang nhìn Diệp Huyên, chuyện gì? Diệp Huyên trầm giọng nói, ta muốn tìm một kiếm kỹ mạnh mẽ, tốt nhất là về phi kiếm. Muốn sáng tạo ra một kiếm kỹ thuộc riêng về bản thân không hề dễ dàng. Bây giờ tuy tốc độ phi kiếm của hắn đã rất nhanh, nhưng vẫn chưa đến cực hạn. Bởi vậy hắn muốn tập hợp sở trường của người khác về để hoàn thiện kiếm kỹ của mình. Tiêu Lâm Lang khẽ nhíu mày, kiếm kỹ. Diệp Huyên gật đầu, có không? Tiêu Lâm Lang suy nghĩ một chút rồi đáp, ta không có. Nhưng ta biết một nơi có. Diệp Huyên vội hỏi, nơi nào?
Tiêu Lâm Lang nhìn Diệp Huyên, một trong các cấm địa, Bắc Nhai Kiếm Khư. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, Bắc Nhai Kiếm Khư. Tiêu Lâm Lang khẽ gật đầu, đó là một cấm địa, vô danh kiếm quyết này cũng được lấy ra từ nơi đó. Nhưng chỗ đó cho dù có là đại thánh nhân cũng không dám tiến vào quá sâu. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, nguy hiểm lắm à? Tiêu Lâm Lang gật đầu, không phải nguy hiểm bình thường đâu. Chỗ đó không chỉ có kiếm trận cường đại, còn có một chút lực lượng ăn mòn rất thần bí, cho dù là thân thể thánh nhân cũng không chống đỡ được. Độ nguy hiểm của nơi đó chỉ thua khu cấm địa nấm mổ thần linh. Diệp Huyên có chút ngạc nhiên, nấm mổ thần linh. Tiêu Lâm Lang cười nói, truyền thuyết kể rằng nơi đó có cổ thần ngã xuống, vậy nên mới được gọi là nấm mổ thần linh. Nó rất nguy hiểm. Hình 1. Diệp Huyên trầm mặc một lát rồi hỏi, Lâm Lang cô nương, cô nói Bắc Nhai Kiếm Khư này rốt cuộc là nơi nào? Tiêu Lâm Lang đáp, nơi đó từng là một tông môn kiếm tu, nhưng sau đó chẳng hiểu vì sao lại dần sa sút, sau cùng đã biến thành cấm địa. Rất ít người biết về cội nguồn của nơi đó, bởi vì bọn họ không cùng thời đại với chúng ta. Diệp Huyên cười nói, ta hiểu rồi. Tiêu Lâm Lang nhìn Diệp Huyên, người muốn đi à? Diệp Huyên gật đầu, ta đi dạo thử. Đúng rồi, Lâm Lang cô nương, chỗ đó ở đâu? Tiêu Lâm Lang trầm giọng nói, người thật sự muốn đi. Diệp Huyên cười, cô nghĩ ta nói đùa à? Vậy ta đi với ngươi. Cô đi với ta á? Tiêu Lâm Lang cười, không hoan nghênh hả? Diệp Huyên cũng cười theo, tất nhiên là không rồi. Ta đi là vì kiếm kỹ, vậy Lâm Lang cô nương đi vì gì? Tìm bảo vật à? Tiêu Lâm Lang khẽ mỉm cười, thứ nhất là vì tìm bảo vật, thứ hai là lòng tò mò của ta rất lớn, ta đã muốn đến Bắc Nhai Kiếm Khư này để tìm hiểu từ lâu rồi. Sao nào, được không? Diệp Huyên cười ha ha, tất nhiên là được rồi. Vậy chúng ta đi bây giờ luôn nhé. Tiêu Lâm Lang gật đầu, được. Nói xong, hai người liền biến mất. Chấm chấm chấm. Trong tinh không, Diệp Huyên ngự kiếm bay đi, bên cạnh hắn là Tiêu Lâm Lang. Diệp Huyên đột nhiên cười hỏi, Lâm Lang cô nương, bọn họ nói cô và Lý Yêu Dạ là hai người yêu nghiệt nhất Đại Linh Thần Cung. Tiêu Lâm Lang lắc đầu, ta không là gì cả. Yêu nghiệt chân chính phải là Lý Yêu Dạ cùng Vương Chiến của Chiến Thần Các. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, Vương Chiến. Tiêu Lâm Lang gật đầu, một người vô cùng nóng nảy, nhưng thực lực của gã rất mạnh, vô cùng mạnh. Có người nói gã là người quái đản nhất từ trước đến nay của Chiến Các. Nói rồi, nàng ta khẽ mỉm cười, ở thời đại này, người yêu nghiệt bao la không kể hết đâu. Diệp công tử cũng là một trong số đó mà. Diệp Huyên đang định đáp lời thì Tiêu Lâm Lang đột nhiên cười nói, Diệp công tử, có muốn luận bàn không? Luận bàn. Diệp Huyên lắc đầu cười, không được. Tiêu Lâm Lang hỏi, tại sao? Kiếm kỹ của ta đều dùng để giết người, nếu không có sát tâm thì uy lực của nó không mạnh đâu, còn nếu có sát tâm. Ta với Lâm Lang cô nương không thù không oán, tại sao phải có sát tâm? Tiêu Lâm Lang liếc mắt nhìn Diệp Huyên, hiểu rồi. Kiếm kỹ. Chỉ để giết người. Diệp Huyên lại hỏi, Lâm Lang cô nương, tinh vực cổ thần này có kiếm tu mạnh không? Tiêu Lâm Lang đáp, có. Một nữ kiếm tu từ bên ngoài đến, người này thực lực rất mạnh mẽ. Nữ kiếm tu. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, lẽ nào là kiếm tâm tâm đến từ kiếm minh kia? Đúng lúc này, hai người đột nhiên dừng lại. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, hắn quay đầu nhìn, trong tinh không phía xa, có một luồng kiếm quang đang chém rách không gian nơi đó. Ai? Diệp Huyên đang thấy nghi hoặc thì luồng kiếm quang kia đã hiện đến trước mặt hắn, kiếm quang tan đi, một cô gái xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên quan sát cô gái trước mặt một chút, cô là... Cô gái nhìn chằm chằm Diệp Huyên, con người ngươi bị làm sao thế? Mượn đồ mà không trả. Diệp Huyên ngẩn người, sau đó nói, ta mượn đồ không trả á. Cô nương, ta không quen không biết cô đừng nói lung tung. Cô gái nhìn Diệp Huyên, ngươi còn không nhận thức được là mình có mượn đồ. Diệp Huyên trầm giọng nói, ta thật sự không biết cô. Cô gái hỏi, nếu ngươi có mượn thì ngươi tính thế nào? Diệp Huyên có chút cạn lời, cô nương, ta thật sự không quen cô, càng không mượn đồ của cô. Diệp Huyên ta mặc dù có lúc vô liêm sỉ thật, nhưng ta vẫn có nhân phẩm đấy nhé.
Ta chưa từng làm mấy chuyện như mượn mà không trả. Cô gái nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, nếu ngươi có mượn, thì tính thế nào? Diệp Huyên cười nói, nếu ta mượn đồ của cô mà không trả, vậy ta sẽ đền gấp 10 lần. Cô gái gật đầu, vậy ta yên tâm rồi. Nói rồi, nàng ta xòe tay ra, một thanh kiếm bỗng bay ra từ trong cơ thể Diệp Huyên. Là thanh kiếm xanh kia. Cô gái cầm thanh kiếm xanh, nhìn Diệp Huyên, gấp 10 lần. Diệp Huyên trầm mặc một lát sau rồi nói, sơ suất rồi. Diệp Huyên không ngờ cô gái này lại là chủ nhân của thanh kiếm xanh. Vậy thì khó xử quá. Cô gái nhìn Diệp Huyên, tại sao mượn mà không trả? Diệp Huyên cười xòa, cô nương, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Mặt cô gái không có cảm xúc gì, ta mà không đến tìm chắc ngươi cũng không định trả lại. Đúng không? Diệp Huyên vội lắc đầu, ta không có suy nghĩ đó. Cô gái cười gằn, không có suy nghĩ đó. Có lẽ ngươi không có suy nghĩ đó, nhưng ngươi đã làm vậy rồi. Diệp Huyên. Cô gái thu kiếm lại, sau đó nói, ngươi là người của Kiếm Minh. Diệp Huyên quan sát cô gái một chút rồi ngạc nhiên hỏi, cô là Kiếm Tâm Tâm. Cô gái khẽ nhíu mày, ngươi biết ta à? Diệp Huyên liền đáp, hóa ra là sư tỷ. Chào sư tỷ nhé, ta là Diệp Huyên, vừa gia nhập Kiếm Minh. Cô gái liếc nhìn Diệp Huyên, chẳng mấy chốc nàng ta đã cau mày lại, huyết mạch này của ngươi. Nói rồi, nàng ta đi đến trước mặt Diệp Huyên, đặt tay phải lên vai hắn. Chẳng mấy chốc, huyết dịch trong cơ thể Diệp Huyên lập tức sôi sục lên. Cô gái liếc mắt nhìn Diệp Huyên, ngươi là con của kiếm chủ. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Kiếm Tâm Tâm trầm mặc một lát rồi nói, lần sau mượn đồ thì nhớ trả. Diệp Huyên gật đầu lia lịa, vâng. Kiếm Tâm Tâm khẽ gật đầu, hết chuyện rồi, ta đi đây. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, sư tỷ, tỷ có hứng thú cùng đi đến Bắc Nhai Kiếm Khư không? Kiếm Tâm Tâm nhíu mày lại, người muốn đến Bắc Nhai Kiếm Khư. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Kiếm Tâm Tâm lắc đầu, chỗ đó nguy hiểm lắm, đừng đi thì tốt hơn. Diệp Huyên cười nói, đi rèn luyện thử. Kiếm Tâm Tâm nghĩ một chút rồi đáp, được rồi. Nói xong, nàng ta nhìn sang Tiêu Lâm Lang ở bên cạnh, Lâm Lang cô nương. Tiêu Lâm Lang cười đáp, Tâm Tâm cô nương, lâu rồi không gặp. Diệp Huyên hơi kinh ngạc, hai người quen nhau à? Tiêu Lâm Lang gật đầu, ta đã từng mời Tâm Tâm cô nương đến làm khách. Diệp Huyên cười nói, thì ra là như vậy. Tiêu Lâm Lang, vậy chúng ta đi thôi. Thế là ba người tiếp tục lên đường. Chừng nửa canh giờ sau, ba người đã đến Bắc Nhai Kiếm Khư. Kiếm khư này nằm ở dưới vách núi này sâu không thấy đáy, mây mù lượn quanh, lộ ra chút cảm giác thần bí. Trên vách núi, Tiêu Lâm Lang nhìn xuống dưới rồi khẽ nói, phía dưới là kiếm khư. Mà trong tầng mây này có một kiếm trận cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là đại thánh nhân cũng không dám xông vào. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, nơi này đã từng là một tông môn mạnh mẽ. Tiêu Lâm Lang gật đầu, đúng. Hơn nữa có thể còn là một tông môn kiếm tu. Có điều kiếm khí nơi đây thật sự quá mạnh. Chúng ta không dám thâm nhập vào sâu dưới vách núi này. Kiếm khí quá mạnh mẽ. Diệp Huyên mở to mắt, cô chắc chứ? Tiêu Lâm Lang gật đầu, vẻ mặt có chút nghiêm túc, cho dù là ta cũng không dám thâm nhập vào. Nhưng khóe môi của Diệp Huyên lại cong lên. Mẹ kiếp! Thứ hắn không sợ nhất là gì biết không? Chính là kiếm khí đó. Vì hắn là vô địch kiếm thể. Mặc dù hắn không tu luyện thân thể nữa, nhưng vô địch kiếm thể vẫn còn ở đó. Hơn nữa cộng vào trình độ kiếm đạo của hắn hiện tại, vô địch kiếm thể đã không còn mạnh mẽ bình thường nữa rồi. Hắn tất nhiên sẽ không quên vô địch kiếm thể này, càng không từ bỏ nó. Vì đây là Thanh Nhi dạy cho hắn. Nghĩ tới đây, Diệp Huyên không nhịn được muốn nhảy xuống ngay. Thế là không suy nghĩ nhiều, hắn nhảy xuống luôn. Thấy Diệp Huyên nhảy xuống, sắc mặt Tiêu Lâm Lang lập tức thay đổi, muốn ra tay ngăn cản. Đúng lúc này, phía dưới tầng mây bên dưới đột nhiên vang lên một tiếng kiếm reo. Xoẹt! Ngay sau đó, một tiếng kiếm quang xé rách không gian vang lên. Tiêu Lâm Lang gắt gao nhìn chằm chằm xuống dưới, kiếm trận đã khởi động.
Cái tên ngốc này, cứ khư khư xông vào thì kiếm trận sẽ tự khởi động, mà uy lực của trận này dù có là đại thánh nhân cũng khó mà chống đỡ được. Nói đến đây, nàng ta chợt nhíu mày lại. Bởi vì nàng ta phát hiện kiếm trận ở phía dưới đã biến mất. Lúc này, kiếm Tâm Tâm đột nhiên nói, đi thôi. Đi xem. Nói xong, nàng ta liền nhảy xuống. Tiêu Lâm Lang trầm mặc một lát rồi cũng xuống theo. Đáy vực. Lúc hai cô gái xuống đáy vực, Diệp Huyên đang ngồi xếp bằng cách đó không xa, quanh người hắn tỏa ra một khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Tiêu Lâm Lang do dự một chốc rồi nói, hắn vừa làm gì? Kiếm Tâm Tâm lắc đầu, không biết. Tiêu Lâm Lang liếc mắt nhìn Diệp Huyên, trầm giọng nói, hình như khí tức của hắn đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Kiếm Tâm Tâm gật đầu, tên này giống hệt kiếm chủ, đều vô cùng thần bí. Tiêu Lâm Lang quay đầu nhìn Kiếm Tâm Tâm, kiếm chủ. Kiếm Tâm Tâm khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Mặc dù Tiêu Lâm Lang đã gặp người đàn ông áo xanh, nhưng lại không biết y là kiếm chủ của Kiếm Minh. Tiêu Lâm Lang cười nói, Tâm Tâm cô nương, hai người các cô đều xuất thân từ một nơi à? Kiếm Tâm Tâm gật đầu, đúng vậy. Tiêu Lâm Lang trầm giọng hỏi, nơi đó cách đây cực kỳ xa, đúng không? Kiếm Tâm Tâm khẽ mỉm cười, Lâm Lang cô nương muốn hỏi cái gì? Tiêu Lâm Lang cười đáp, ta chỉ tò mò thôi, không ngờ một nơi xa xôi như vậy lại có thể sinh ra được những bậc thiên tài như Diệp công tử và Kiếm Tâm Tâm cô nương đây. Kiếm Tâm Tâm quay sang nhìn Diệp Huyên, tên này hình như chỉ mới là đăng thiên cảnh. Tiêu Lâm Lang cười nói, Tâm Tâm cô nương không biết đó thôi, hắn có thể giết tiểu thánh nhân trong nháy mắt đấy. Cho dù là đại thánh nhân cũng chưa chắc có thể thắng được hắn. Kiếm Tâm Tâm kinh ngạc, lợi hại vậy à? Có lẽ còn đáng sợ hơn lời ta nói. Đúng lúc này, Diệp Huyên ở phía xa đột nhiên đứng dậy, hắn hít sâu một hơi, trong nháy mắt, một khí tức mạnh mẽ lập tức tuôn ra từ trong cơ thể hắn, không gian bốn phía liền rung động lên. Tiêu Lâm Lang đi tới bên cạnh Diệp Huyên rồi cười hỏi, Diệp công tử, vừa nãy là ngươi phá trận pháp à? Diệp Huyên cười đáp, coi như là vậy. Tiêu Lâm Lang liếc mắt nhìn Diệp Huyên, lắc đầu cười, Diệp công tử còn thần bí hơn ta nghĩ nữa. Hình 1. Diệp Huyên chỉ cười rồi nói sang chuyện khác, chúng ta tiếp tục đi thôi. Tiêu Lâm Lang gật đầu, được. Ba người tiếp tục tiến lên. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, nơi đó là một vùng núi, bên trên có mây đen lượn quanh, khiến người ta sinh ra cảm giác áp bức vô cùng nặng nề. Ngoài ra, hắn còn cảm nhận được sâu trong dãy núi này có một ý chí kiếm đạo cường đại. Ý chí kiếm đạo. Diệp Huyên nghĩ đến ý chí kiếm đạo của cha trong cơ thể mình. Không thể không nói, theo thực lực của hắn ngày càng mạnh, hắn phát hiện thực lực của Thanh Nhi và cha không chỉ thuộc hàng khủng bố bình thường. Sợ ý chí kiếm đạo này của cha đến bây giờ hắn vẫn cảm thấy sâu không lường được, tựa như vũ trụ mênh mông ngoài kia vậy. Cha và Thanh Nhi mạnh đến mức nào? Bây giờ đối với hắn đây cũng là một điều bí ẩn. Nghĩ tới đây, Diệp Huyên không khỏi lắc đầu cười. Muốn vượt qua cha và Thanh Nhi là vô cùng khó. Thế nhưng hắn không thể không nỗ lực được. Cũng không thể sau này chỉ đứng nhìn Thanh Nhi đánh nhau với cha được mà. Chỉ có hắn mới có thể ngăn cản được họ. Lúc này, Tiêu Lâm Lang đột nhiên cười nói, Diệp công tử đang suy nghĩ gì vậy? Diệp Huyên thu hồi tâm tư. Cười đáp, không có gì. Nói xong, hắn lại nhìn quanh bốn phía, đi được một đoạn đường rồi, hắn phát hiện nơi đây có không ít xác chết. Ngoài ra, hắn còn phát hiện, càng đi về trước thì kiếm thế trong dãy núi này lại càng mạnh. Đúng lúc này, một tia kiếm khí đột nhiên chém đến đây. Thấy thế, Tiêu Lâm Lang khẽ nhíu mày lại, đang định ra tay thì Diệp Huyên lại xông lên trước, mặc cho kiếm khí kia chém lên người mình. Tia kiếm khí ấy liền bị hắn hấp thụ. Thấy thế, Tiêu Lâm Lang lập tức ngây ra. Hấp thụ. Diệp Huyên tham lam hít sâu một hơi. Không thể không nói, kiếm khí nơi này thật sự rất tinh khiết, nếu cứ tiếp tục hấp thu thêm thì hắn sẽ dễ dàng đạt đến tuyệt trần cảnh. Lúc này, Tiêu Lâm Lang ở một bên bỗng trầm giọng nói, người có thể hấp thu kiếm khí. Diệp Huyên liếc mắt nhìn Tiêu Lâm Lang rồi cười, đúng vậy. Tiêu Lâm Lang bảo, Diệp công tử, thể chất này của ngươi.
Diệp Huyên cười nói, chúng ta tiếp tục đi thôi. Hình một. Nói rồi, hắn lại rảo bước đi. Dọc theo đường đi thỉnh thoảng có kiếm khí chém đến, nhưng đều bị Diệp Huyên hấp thụ hết. Những kiếm khí này đều là kiếm khí vô chủ, không có ý thức nhưng vẫn rất mạnh mẽ, có vài kiếm khi mạnh đến mức cho dù là thời không cảnh cũng khó mà chống lại được. Sắc mặt của Tiêu Lâm Lang ở một bên đã vô cùng nghiêm nghị. Dọc đường này, Diệp Huyên thấy kiếm khí là liền hấp thụ, mà khí tức của Diệp Huyên cũng ngày càng mạnh lên, đến bây giờ, hơi thở của hắn đã không còn là khí tức của một đăng thiên cảnh nên có. Thật ra Diệp Huyên bây giờ đã có thể đạt đến trên tuyệt trần cảnh. Nhưng hắn vẫn đang áp chế. Hắn cũng không muốn bây giờ đạt đến tuyệt trần cảnh. Mục tiêu của hắn là đạt đến cực hạn của đăng thiên cảnh đã. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, ba người Diệp Huyên đã đi đến dãy núi kia. Lúc này, Tiêu Lâm Lang trầm giọng nói, mỗi lần chúng ta đến đều dừng lại ở đây. Diệp Huyên có chút không rõ tại sao. Tiêu Lâm Lang nhìn mảnh rừng rậm cách đó không xa, trong khu rừng này có kiếm khí cùng một ý chí kiếm đạo cực kỳ kinh khủng. Chúng vô cùng mạnh mẽ. Diệp Huyên nhìn cánh rừng kia, hắn có thể mơ hồ cảm nhận được một ý chí kiếm đạo mạnh mẽ. Ý chí kiếm đạo. Hắn cũng không sợ ý chí kiếm đạo, nói đơn giản hơn thì những gì liên quan đến kiếm hắn đều không sợ. Trừ khi kiếm đạo của đối phương mạnh hơn hắn quá nhiều, ví như cỡ cha vậy. Lúc trước hắn hấp thụ kiếm khí của cha, suýt nữa đã tạ thế tại chỗ. Có điều kiếm tu cỡ như cha e là thế gian này không có được người thứ hai. Diệp Huyên cười nói, đi thôi. Nói xong, hắn đi về phía trước. Tiêu Lâm Lang liếc mắt nhìn Diệp Huyên, cũng vội đi theo. Dù sao nàng ta cũng không sợ gì, có Diệp Huyên chắn trước mặt rồi mà. Đi chưa được bao lâu thì cánh rừng phía trước chợt rung lên, tích tắc sau, một ý chí kiếm đạo cường đại đã ập đến. Nháy mắt, không gian xung quanh chợt bốc cháy lên. Không gian nơi đây không chịu đựng được ý chí kiếm đạo này. Thấy thế, Diệp Huyên hoàn toàn biến sắc, thầm nghĩ trong lòng, không được. Ý chí kiếm đạo này mạnh quá, ông đây không hấp thụ được. Không do dự thêm chút nào nữa, hắn lập tức xòe tay ra, ý chí kiếm đạo xuất hiện trong tay hắn. Cầm ý chí kiếm đạo trong tay, Diệp Huyên gầm lên, cha ở đây, ai dám làm càn. Sợi ý chí kiếm đạo thần bí ở nơi xa kia liền dừng lại. Ý chí kiếm đạo. Sau khi Diệp Huyên sử dụng ý chí kiếm đạo của người đàn ông áo xanh, ý chí kiếm đạo thần bí kia lập tức run lên, dường như đang kiêng dè. Diệp Huyên nhìn ý chí kiếm đạo đó, trong lòng cũng hơi khiếp sợ. Mạnh quá. Ý chí kiếm đạo này không mạnh bằng phụ thân, nhưng mạnh hơn hắn rất nhiều, hắn hoàn toàn không thể hấp thụ được nó. Thật sự là núi cao còn có núi cao hơn. Tiêu Lâm Lang ở bên cạnh nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ý chí kiếm đạo trong tay Diệp Huyên khiến nàng ta cảm thấy càng nguy hiểm. Lúc này, Diệp Huyên đi về phía ý chí kiếm đạo thần bí kia, mà ý chí kiếm đạo đó thì liên tục lùi về sau. Không phải nó kiêng dè gì, mà là nó sợ. Diệp Huyên dừng lại, hắn nhìn ý chí kiếm đạo trong tay mình, cha đúng là lợi hại. Sau đó, hắn nhìn về phía ý chí kiếm đạo thần bí kia, chắc hẳn các hạ đã có linh rồi, có thể trò chuyện không? Lúc này, ý chí kiếm đạo thần bí kia đột nhiên biến thành một cô gái. Cô gái mặc váy trắng, vóc người nhỏ nhắn, nàng ta cứ nhìn chằm chằm Diệp Huyên như thế, trong mắt đầy vẻ đề phòng. Diệp Huyên cười nói, cô nương xưng hô thế nào? Cô gái nhìn ý chí kiếm đạo trong tay Diệp Huyên, không đáp lời. Diệp Huyên lại nói, ta tên Diệp Huyên. Sau đó, hắn thu lại ý chí kiếm đạo. Sau khi thu lại ý chí kiếm đạo, hắn phát hiện nét mặt cô gái thả lỏng hơn rất nhiều. Diệp Huyên hỏi lại một lần nữa, cô nương xưng hô thế nào? Cô gái nhìn Diệp Huyên, không có tên. Không có tên. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, vậy ta đặt tên cho cô nhé. Tên là Linh Tịch đi, cô thấy sao? Cô gái. Kiếm Tâm Tâm và Tiêu Lâm Lang ở bên cạnh nhìn Diệp Huyên như đang nhìn quái vật. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, Linh Tịch cô nương, cô đến đây một mình thôi sao? Cô gái nhìn Diệp Huyên, nơi này không cho người ngoài vào. Diệp Huyên hơi khó hiểu, vì sao? Cô gái không đáp.
Diệp Huyên nhìn dãy núi phía xa, ta có thể đi vào không? Cô gái lập tức lắc đầu. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó hắn đi tới trước mặt cô gái, lấy một sâu kẹo hồ lô ra đưa cho cô gái, có muốn nếm thử không? Kiếm Tâm Tâm và Tiêu Lâm Lang ngơ ngác. Đây là hành động gì vậy? Cô gái nhìn kẹo hồ lô trong tay hắn, đây là gì? Diệp Huyên nghiêm túc đáp, linh vật cấp bậc cổ thần, cô nếm thử đi. Cô gái hơi do dự, sau đó nhận lấy kẹo hồ lô, nàng ta bóc giấy đường, liếm thử một cái, nàng ta hơi nhíu mày, dường như cảm thấy cũng ổn nên lại liếm một cái nữa. Diệp Huyên nhẹ giọng hỏi, ngon không? Cô gái nhìn kẹo hồ lô, sau đó nhìn Diệp Huyên, ngon. Kiếm Tâm Tâm. Tiêu Lâm Lang. Diệp Huyên cười hỏi, Linh Tịch, cô ở đây bao lâu rồi? Linh Tịch liếm kẹo hồ lô, sau đó lắc đầu, không nhớ. Diệp Huyên nói, có từng nghĩ đến chuyện đi ra ngoài không? Linh Tịch lắc đầu. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Linh Tịch đáp, chủ nhân bảo ta trông chừng ở đây, không được cho ai đi vào cả. Diệp Huyên hơi tò mò, chủ nhân của cô đâu? Linh Tịch quay đầu nhìn về phía dãy núi, ở bên trong. Diệp Huyên do dự một lát rồi hỏi, còn sống không? Linh Tịch lắc đầu, không biết nữa. Diệp Huyên nhìn về phía dãy núi, ta có thể đi vào không? Linh Tịch lập tức lắc đầu, chủ nhân nói không được cho ai đi vào hết. Diệp Huyên chớp mắt, có nói không cho bạn cô đi vào không? Linh Tịch nhìn Diệp Huyên, bạn. Diệp Huyên gật đầu, chúng ta là bạn, đúng không? Linh Tịch chần chừ một lúc rồi hỏi, bạn là cái gì? Diệp Huyên cạn lời. Có lẽ nha đầu này chưa từng đi tới thế giới bên ngoài. Giống như một trang giấy trắng vậy. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát, sau đó lại lấy một sâu kẹo hồ lô ra đưa cho Linh Tịch, nàng ta cũng không từ chối mà lập tức nhận lấy. Diệp Huyên cười nói, cô cảm thấy ta thế nào? Hình 1. Linh Tịch nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên lại lấy ra một sâu kẹo hồ lô đưa cho Linh Tịch, nàng ta hơi do dự, sau đó lại nhận lấy rồi nói, người tốt. Người tốt, Kiếm Tâm Tâm và Tiêu Lâm Lang ở bên cạnh nghe mà trợn mắt há mồm. Mới thế đã là người tốt rồi. Còn có thể như thế nữa à? Diệp Huyên cười nói, Linh Tịch, cô có muốn gặp chủ nhân của mình một lần không? Linh Tịch gật đầu, muốn. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, vậy chúng ta đi gặp người đó. Có được không? Linh Tịch hơi do dự, sau đó lắc đầu, nàng bảo ta trông chừng ở đây. Diệp Huyên hỏi, vậy nàng có từng nói cô không được đi đâu không? Linh Tịch khẽ nhíu mày, một lát sau, nàng ta lắc đầu, không có. Diệp Huyên cười to, vậy chúng ta đi tìm nàng thôi. Dứt lời, hắn lập tức kéo tay Linh Tịch đi về phía xa. Lúc đầu Linh Tịch hơi kháng cự, nhưng sau hai lần không thể giằng tay ra được, nàng ta cũng không giãy giụa nữa. Phía sau, hai cô gái Kiếm Tâm Tâm và Tiêu Lâm Lang đã hoàn toàn ngơ ngác. Tiêu Lâm Lang im lặng một lúc mới nói, chỉ thế đã giải quyết được rồi sao? Kiếm Tâm Tâm nhìn Diệp Huyên, lợi hại. Tiêu Lâm Lang cười khổ. Mỗi lần đi tới đây, các nàng đều sẽ bị ý chí kiếm đạo của nơi này áp chế. Không chỉ nàng ta mà rất nhiều người đều dừng bước ở nơi này. Vì ý chí kiếm đạo kia thật sự quá mạnh mẽ, dù là đại thánh nhân cũng không dám chống lại nó. Mà lúc này, Diệp Huyên chỉ dùng mấy sâu kẹo hồ lô đã giải quyết được vấn đề. Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Tiêu Lâm Lang càng trở nên khó coi hơn. Sớm biết thế, nàng ta đã mua mấy sâu kẹo hồ lô đến rồi. Lúc này, Kiếm Tâm Tâm cất lời, chúng ta cũng đi thôi. Đi ngắm nhìn nơi thần bí này. Dứt lời, nàng ta đi vào trong. Tiêu Lâm Lang lắc đầu, sau đó cũng đi theo. Phía xa, Linh Tịch hơi căng thẳng. Hình 1. Diệp Huyên cười nói, chủ nhân của cô sẽ không trách cô đâu. Linh Tịch quay đầu nhìn Diệp Huyên, nàng ta hơi do dự, sau đó nói, chủ nhân rất nóng tính. Ta sợ người sẽ rất tức giận. Diệp Huyên nhẹ giọng hỏi, cô đã trông chừng nơi này rất lâu rồi đúng không? Linh Tịch lắc đầu, ta không nhớ nữa. Diệp Huyên khẽ thở dài. Bất cứ một thứ gì, một khi có linh trí là đã có sinh mạng. Dù chỉ là một ý chí kiếm đạo.
bây giờ linh tịch này đã không chỉ là một ý chí kiếm đạo nữa. Cũng giống như Thanh Nhi vậy. Năm đó Thanh Nhi cũng chỉ là một phân thân mà thôi. Nhưng sau đó thì sao? Thực lực của nàng đã vượt xa bản thể rồi. Một khi có linh trí là sẽ có tương lai vô hạn. Mọi người nhanh chóng đi vào sâu bên trong, trong núi sâu có một sơn môn, trên sơn môn khắc ba chữ to Kiếm Khư Tông. Kiếm Khư Tông. Trên sơn môn là bậc thang đá xanh không thể nhìn thấy điểm cuối. Diệp Huyên đang muốn bước vào thì linh tịch chợt dừng lại, không dám tiến vào. Diệp Huyên cười nói, không sao, nếu chủ nhân của cô tức giận, ta sẽ ngăn cản giúp cô. Linh tịch nhìn Diệp Huyên, chủ nhân rất mạnh, người không ngăn được đâu. Diệp Huyên hỏi lại, vậy cô có muốn đi gặp chủ nhân của mình không? Linh tịch gật đầu. Diệp Huyên nói, vậy thì đi. Dứt lời, hắn lập tức kéo linh tịch đi lên núi. Mọi người nhanh chóng đi tới đỉnh núi, trên đỉnh núi có một cung điện rộng lớn, giữa dãy núi phía sau cung điện này còn có vô số đại điện. Nhìn từ quy mô, có thể thấy Kiếm Khư Tông này không hề tầm thường. Mà trong Kiếm Khư Tông này, Diệp Huyên cảm nhận được rất nhiều kiếm khí và ý chí kiếm đạo còn sót lại. Nhưng cũng không mạnh bằng linh tịch. Diệp Huyên dẫn linh tịch đi tới một tòa đại điện ở phía xa, lúc này, linh tịch đột nhiên dừng lại, nàng ta run rẩy nói, hơi thở của chủ nhân. Hơi thở của chủ nhân. Diệp Huyên nhìn về phía tòa đại điện kia, ở trong đó sao? Linh tịch gật đầu, đúng, đúng thế. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, chúng ta đi tới đó xem thử. Dứt lời, hắn bèn kéo linh tịch đi về phía đại điện kia. Linh tịch run rẩy nói, ta sợ. Diệp Huyên khẽ nhíu mày. Chuyện này không được bình thường. Đáng lý ra ý chí kiếm đạo này là của cường giả thần bí kia, nàng ta đâu cần phải sợ đối phương như thế chứ. Lúc này, Tiêu Lâm Lang ở bên cạnh chợt trầm giọng nhắc nhở, cẩn thận một chút. Diệp Huyên gật đầu, lúc này, hắn cũng cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng. Hắn nhìn về phía tòa đại điện kia. Im lặng một lát rồi nói, đến cũng đã đến. Cứ đi vào xem thử thôi. Dứt lời, hắn dẫn ba cô gái đi tới trước đại điện. Trước đại điện có một tượng người không lành lặn, nửa thân trên của pho tượng rơi xuống đất, chỗ vết cắt rất nhẵn, rõ ràng là bị kiếm chém đứt. Trong đại điện có một cô gái ngồi dưới đất, tóc dài xõa xuống, nàng ta cứ ngồi yên như thế, không hề nhúc nhích. Tóc của cô gái là một màu bạc trắng. Trước mặt cô gái còn có một người đàn ông đang nằm, hoàn toàn không có hơi thở. Thấy cô gái, linh tịch run rẩy nói, chủ nhân. Cô gái không trả lời. Diệp Huyên nhẹ giọng gọi lần nữa, tiền bối. Lúc này, cô gái đột nhiên mở lòng bàn tay. Ong! Kiếm Thanh Huyên trong người Diệp Huyên rơi thẳng vào tay nàng ta. Cô gái nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay một lúc lâu, sau đó hỏi, kiếm này do ai chế tạo? Diệp Huyên thoáng do dự, sau đó đáp, muội muội của ta. Cô gái đứng dậy, nàng ta xoay người đi tới trước mặt Diệp Huyên, muội muội của ngươi. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Cô gái nhìn chằm chằm hắn, một lát sau, nàng ta hỏi, có chuyện gì sao? Diệp Huyên do dự một lúc rồi mới đáp, đến đây là muốn tìm sư phụ. Cô gái đáp, không nhận đệ tử. Nói xong, nàng ta buông tay. Kiếm Thanh Huyên bay lại về chỗ Diệp Huyên, còn nàng ta thì xoay người đi tới trước bồ đoàn ngồi xuống, không nói thêm gì nữa. Diệp Huyên cạn lời. Lúc này, Tiêu Lâm Lang chợt nói, ngươi có cần lấy kẹo hồ lô ra thử không? Diệp Huyên đen mặt. Lấy kẹo hồ lô ra thử. Hắn không muốn bị đánh chết. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát rồi nói, vậy xin cáo từ. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Nếu người ta đã không muốn dậy, chắc chắn hắn sẽ không mặt dày cầu xin. Chủ yếu là vừa nhìn đã biết người phụ nữ này không phải kiểu người dễ thương lượng. Nếu là phụ nữ độc thân, hắn còn có thể thuyết phục được, nhưng quan hệ của người phụ nữ này và người đàn ông đang nằm kia rõ ràng không tầm thường. Lúc này, người đàn ông trước mặt cô gái chợt cất lời, tiểu hữu cứu mạng. Diệp Huyên nhìn người đàn ông, hắn chắc chắn người đàn ông này không hề có hơi thở. Lúc này, Tiêu Lâm Lang chợt nói, linh hồn. Linh hồn.
Diệp Huyên nhìn về phía Tiêu Lâm Lang, nàng ta đang nhìn chằm chằm người đàn ông, linh hồn của hắn ta bị phong ấn trong cơ thể. Diệp Huyên quay đầu nhìn người đàn ông, hắn quan sát người đàn ông một lúc, sau đó, hắn nhanh chóng phát hiện trong thân thể này đúng là có một linh hồn. Cô gái tóc trắng ở bên kia rất bình tĩnh, cũng không nói gì. Diệp Huyên hơi lúng túng. Đây rõ ràng là do người phụ nữ này làm ra mà. Tại sao nàng ta phải làm như thế? Hắn cũng không dám hỏi nhiều. Diệp Huyên thôi suy nghĩ, chúng ta đi thôi. Vẫn nên tránh dính dáng vào chuyện của người khác thì hơn. Tiêu Lâm Lang cũng vội vàng gật đầu, nàng ta cũng muốn đi. Chỉ một ý chí kiếm đạo của cô gái tóc trắng đã đáng sợ như thế, thì nàng ta còn kinh khủng đến mức nào chứ? Đến tận bây giờ, nàng ta vẫn không cảm nhận được hơi thở của cô gái tóc trắng. Có lẽ đối phương đã đạt tới cổ thần cảnh rồi. Vào lúc ba người muốn rời đi, giọng nói của người đàn ông kia lại vang lên, tiểu hữu xin dừng bước. Nhưng Diệp Huyên lại đi nhanh hơn. Đùa à, hắn không muốn xen vào chuyện của người khác. Lúc này, thân thể kia đột nhiên run rẩy, người đàn ông lại cất lời, tiểu hữu, xin cứu mạng. Ta cầu xin ngươi, nếu tiểu hữu đồng ý giúp đỡ, ta sẵn lòng tặng tất cả tâm pháp kiếm kỹ của Kiếm Khư Tông cho tiểu hữu. Diệp Huyên vờ như không nghe thấy. Lúc này, cô gái tóc trắng kia chợt nói, đợi đã. Diệp Huyên dừng bước, hắn xoay người nhìn về phía cô gái tóc trắng, cười hỏi, tiền bối, đây là chuyện của các người, không liên quan đến ta. Cô gái tóc trắng nhìn Diệp Huyên, cứ đợi đã. Diệp Huyên. Cô gái tóc trắng nhìn người đàn ông trước mặt, nàng ta chắp ngón tay chỉ một cái vào giữa chân mày của người đàn ông. Oanh! Một linh hồn bay ra từ trong thân thể kia. Cô gái tóc trắng nhìn linh hồn của người đàn ông, chàng không muốn ở bên cạnh ta như thế sao? Người đàn ông cười khổ, ai, nàng tha cho ta có được không? Nàng đã nhốt ta hơn 10.000 năm rồi, nàng còn muốn thế nào nữa? Cô gái tóc trắng nhìn chằm chằm người đàn ông. Không phải trước đây chàng từng nói với ta là muốn ở mãi bên cạnh ta sao? Không phải bây giờ chúng ta đang ở bên cạnh nhau ư? Người đàn ông trầm giọng nói, ai, ta biết là ta phụ lòng nàng. Nhưng nàng đã nhốt ta vạn năm rồi, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Sao có thể đủ chứ? Cô gái đột nhiên hét to. Oanh! Đại điện lập tức nổ tung, ba người Diệp Huyên bị dư chấn làm lùi lại mấy nghìn trượng. Kiếm khí mạnh mẽ càn quét thiên địa, đáng sợ đến mức như muốn chém nát thiên địa này vậy. Diệp Huyên nhìn cô gái phía xa, tỏ vẻ ngơ ngác. Mạnh đến thế sao? Lúc này, trên người hắn xuất hiện mấy chục vết kiếm. Vô địch kiếm thể của hắn cũng hoàn toàn mất tác dụng. Thành tựu kiếm đạo của người phụ nữ này còn đáng sợ hơn tưởng tượng của hắn rất nhiều. Tiêu Lâm Lang đứng bên cạnh Diệp Huyên cũng mang nét mặt rất nặng nề. Cảnh giới của người phụ nữ này thấp nhất là cổ thần cảnh. Không chỉ có thế mà đây còn là một kiếm tu. Phía xa, cô gái nhìn chằm chằm người đàn ông bằng đôi mắt đỏ thẫm, 10.000 năm. Chàng cảm thấy như thế đã đủ rồi sao? Đủ rồi sao? Người đàn ông nổi giận, nàng cảm thấy không đủ vậy nàng giết ta đi. Ta xin nàng giết ta đi, đừng giày vò ta nữa. Cô gái cười nhạt, giết chàng chẳng phải là quá lợi cho chàng sao? Người đàn ông hét to, rốt cuộc nàng muốn thế nào? Cô gái nhìn chằm chằm người đàn ông, ta muốn chàng sống không bằng chết. Người đàn ông thù hận nói, ta đúng là đã phản bội ngươi, phụ bạc ngươi đấy. Đó là vì ta hoàn toàn không yêu ngươi, chưa từng yêu ngươi, ta ở bên cạnh ngươi chỉ vì muốn trêu đùa ngươi mà thôi. Nhưng nét mặt cô gái lại bình tĩnh đến lạ thường, chàng yên tâm, ta sẽ không giết chàng. À! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 159.